chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Các bạn đang nghe bộ truyện Khuynh Thành Tiểu Nông Nữ, tập 19, chương 361 thư phòng điều tra tư liệu thực mau liền đến hiểu nhi án trên bàn. Thư phòng lão bản là định viễn tướng quân phu nhân bà con xa thân thích, bởi vì như vậy quan hệ, định viễn tướng quân phủ sẽ thường xuyên đem tộc học một ít tư liệu phóng tới thư phòng, thông qua thư phòng tìm thư sinh đại sao. Bởi vì thời đại này không có máy tô, chép sách cũng coi như là một cái thu vào tương đối cao việc, đương nhiên đây là đối với trăm không một dùng, bẹp không thể chọn, tay không thể nâng nghèo khổ thư sinh tới nói. Dương Dũng tự viết đến hảo, họa công cũng hảo, định viễn tướng quân gia tương quan thư tịch tư liệu đều là chỉ định cấp Dương Dũng sao. Dương Dũng chính là dựa bạch thiên ở hoa dung nguyệt mạo thủ công, buổi tối chép sách kiếm bạc tới nuôi sống chính mình cùng nải nải, hết thảy đều hợp tình hợp lý. Hiểu nhi buông tư liệu, Dương Dũng, họ Dương, Tây Nguyệt Quốc, Dương Dũng cùng Dương Quý Phi có thể hay không có gì quan hệ, hoặc là hắn cùng cái kia bà cố nội sống nương tựa lẫn nhau quan hệ là giả loại quan hệ này chỉ là một cái dấu người tai mắt cờ hiệu. Dương Dũng cùng mụ nội nó là mấy năm trước tai thâm niên bắt đầu khắp nơi chạy nạn, khoảng thời gian trước mới trằn trọc đi vào đế đô đặt chân, thời gian này lại vừa vặn là Thái Hậu mang theo đại hoàng tử hồi kinh sau không lâu. Đến đổi cái góc độ đi ra một tra, Hiểu Nhi đem việc này đối Dương Liễu nói, Dương Liễu gật đầu đồng ý, liền đi ra ngoài tìm Triệu Dũng an bài, trên bàn còn phóng một trương thiệp, Hiểu Nhi mở ra vừa thấy, Nguyên lai like là Lý Vân Ninh mời nàng 10 tháng mùng một ngày đó đi phủ thừa tướng Trung tham gia thưởng Cúc Yến. Quốc nạn trước mặt, lúc này làm cái gì thưởng Cúc Yến, mới ra ở cử không lâu liền nháo chuyện xấu, thật là không chịu cô đơn, không đi. Hiểu Nhi đem thiệp đưa cho Dương Mai, ném, nàng có này nhàn rỗi thời gian đi tham gia kia cái gì vất tử Cúc Hoa Yến, nàng không bằng trốn vào không gian làm ruộng. Thượng quan huyền giật rời đi hai ngày sau, chấp tính học viện rốt cuộc nhập học, nữ học mỗi môn khóa đều chỉ có một ban hơn nữa chỉ có 20 người. Nam học tắc có chút khóa có 3 cái bang, có chút chương trình học hai cái bang, mỗi cái bang đều có 30 người trở lên. Nhân số rất ít, rất nhiều bá tánh đều là ở quan vọng, bất quá đây cũng là ở hiểu nhi dự kiến bên trong. Nữ học đệ nhất đường khóa là nông khóa, là hiểu nhi thường, phó nhiên tuệ, nữ hồng phu tử, Nguyễn Vệ Trân, dược lý phu tử, cổ kỳ kỳ, văn khóa phu tử, địch quân nhã, trù nghệ phu tử, thẩm vận nhi, số học phu tử, các nàng chưa từng có đương quá phu tử, cho nên đều tới phòng học mặt sau nghe giảng bài, bằng không các nàng cảm thấy đến phiên các nàng đi học khi, các nàng không biết như thế nào thường. Hiểu Nhi đứng ở trên bục giảng, trước tự giới thiệu một chút, sau đó lại làm mỗi một học sinh tiến hành tự giới thiệu, tỉ như tên gọi là gì, năm nay vài tuổi, gia ở nơi nào, vừa mới bắt đầu là không có một cái nữ hài nguyện ý mở miệng, sau lại vẫn là lại đây xem náo nhiệt tiểu Hi Nhi chủ động đứng lên tự giới thiệu một phen cái khác nữ hài thấy so với chính mình tiểu nhiều như vậy tiểu nữ hài đều dám mở miệng các nàng đều sôi nổi mở miệng sau đó hiểu nhi phát hiện vài cá nhân tên đều là đại nha nhị nha tam nha linh tinh còn có mang đệ tới đệ chiêu đệ xét thấy có bộ phận đồng học trọng danh lão sư cho các ngươi khởi cái tự hảo sao về sau các ngươi ở trong học viện liền lấy tự xưng hô lẫn nhau hảo sao mọi người đều gật gật đầu vì thế hiểu nhi cho mỗi cá nhân đều nổi lên một chữ sau mỗi cái nữ hài đều bởi vì chính mình có một cái khác dễ nghe tên vui sướng không thôi hiểu nhi lại hỏi các nàng các ngươi trong nhà đều có loại này đó hoa màu tiểu mạch bắp khoai lang đỏ bông hạt mè rau xanh mỗi cái tiểu hài tử đều cử ra rất nhiều cây nông nghiệp ra tới hiểu nhi hỏi tiếp các nàng có biết hay không này đó hoa màu đều là như thế nào loại cơ hội mỗi người đều có thể nói ra phương pháp tới bởi vì lúa mì vụ đông vừa mới gieo hạt, Hiểu Nhi liền lấy nó làm ví dụ tới giáo các nàng nếu gieo trồng cùng quản lý lúa mì vụ đông, đồng thời lại giải thích vì cái gì sẽ có tuyết lành báo hiệu năm bội thu cách nói, tiếp theo lại nói bông gieo trồng phương pháp, còn có loại bông tốt nhất muốn trích đỉnh, đem nó nhấc mũi nhọn bộ vị gỡ xuống, như vậy nó liền sẽ nằm ngang mọc ra càng nhiều cành cây, về sau là có thể kết càng nhiều quả bông non, nếu không đem đỉnh gỡ xuống, nó cũng chỉ biết trường cao, dẫn tới phân xoa thiếu như vậy có thể kết linh địa phương thiếu, sản lượng tự nhiên liền thấp, mà trích đỉnh loại này phương pháp đồng dạng áp dụng với nào đó cây ăn quả gieo trồng, đạo lý cũng là giống nhau, đại gia ngẫm lại, chặt cây thiếu, có phải hay không có thể nở hoa địa phương thiếu, nói vậy kết quả tự có phải hay không thiếu, chỉ trường cao, thiếu phân xoa là bởi vì sinh vật học thượng đỉnh ưu thế, cái này hiểu nhi không có nói ra, đỉnh ưu thế nói, lại muốn giải thích chất kích thích vạn nhất có người hỏi nàng là như thế nào biết chất kích thích tồn tại. Nàng như thế nào trả lời? Ở như vậy một cái vật chất điều kiện hạ thế giới, nàng vô pháp giải thích rõ ràng, chỉ có thể làm các nàng biết tăng gia sản xuất phương pháp liền hảo. May mắn này đó nữ hài ít nhất đều đã 7 tuổi, rất nhiều người ở trong nhà cũng đều hỗ trợ từng làm ruộng, các nàng đều có thể nghe hiểu. Một tiết khóa, hơn nửa vấn đề, hỗ động, chỉ dạy hai loại thu hoạch gieo trồng phương pháp nhưng mỗi người đều thật cao hứng, bởi vì thật là thực dụng. Hiểu Nhi cho mỗi cá nhân đều đã phát một quyển sách, chờ đến văn khóa thượng xong, mọi người đều biết chữ, là có thể xem hiểu, lão sư, ta hiện tại đều có thể xem hiểu, ngươi mặt trên họa bông rất giống. Tiếp đỉnh mầm, làm bông sinh càng nhiều chạc cây, khai càng dùng nhiều, đều họa ra tới, Hiểu Nhi gật gật đầu cười nói, đại gia nhớ kỹ liền hảo, hy vọng năm sau thu hoạch vụ thu, các ngươi có thể nhiều thu một giường chăng, nhiều làm một kiện áo bông nghe xong lời này các nàng đều hận không thể mùa xuân nhanh lên tới có thể bắt đầu cày bừa vụ xuân khóa gian nghỉ ngơi một chén trà nhỏ thời gian sau đó lại tiếp tục thượng đệ nhị tiết khóa học viện mỗi ngày chỉ vào buổi chiều mới có khóa tổng cộng hai tiết thượng năm ngày hưu hai ngày đệ nhị tiết là nữ hồng phó viên tuệ chính mình cung cấp tài liệu giáo các nàng biên dây đeo biên tốt dây đeo còn làm các nàng chính mình mang về cái này cái khác không có làm hài tử tới đi học phụ nhân đều hối hận, bởi vì không chỉ có là học được đồ vật, lại còn có có cái gì lấy về da, một cái dây đeo cũng vài văn tiền đâu, các kiểu dây đeo lúc sau, lại có hoa lụa, túi tiền, khăn, có đôi khi đi học còn có cái gì ăn, có thịt, có tố, tóm lại người xem đỏ mắt không thôi, hiểu nhi thượng hai lần khóa sau, liền không thể không làm vận nhi giúp nàng lên lớp thay, đại quân sắp xuất phát, hoàng kim cự mãn nói cho nàng, Dương Dũng dịch dung thành một người khác, chuẩn bị tùy đại quân xuất phát, Hiểu Nhi từ nó đôi mắt biết, hắn dễ không phải cái nào tiểu binh, đương nhiên là định viễn tướng quân, chỉ có gia người mặt nạ mới có thể làm một người dịch dung thành một người khác, bề ngoài thượng cơ hồ không có sơ hở. Hiểu Nhi nhớ tới định viễn tướng quân có một cái song bào thai đệ đệ, ở hai năm tiền căn bệnh qua đời, nghe nói hắn cùng định viễn tướng quân lớn lên giống nhau như đúc, chỉ có chí thân người, mới đưa hai người nhận ra tới, quả nhiên đủ tàn nhẫn. Tự nhiên liền chính mình đồng bào đệ đệ da mặt đều nhẫn tâm lột xuống dưới, dương dũng làn da bạch, nhìn qua liền có vẻ thực tuổi trẻ, giống một cái ánh mặt trời nam hài, điển hình tiểu bạch kiểm. Hoặc là này cũng chỉ là hắn một tầng ngụy trang, khó trách bài binh bố trận đồ sẽ tiết lộ đi ra ngoài, chương 362, bài binh bố trận vẫn luôn đặt ở lệ đại tướng quân nơi đó, chưa từng mất đi quá, hơn nữa chỉ có vài vị tướng lãnh xem qua. Thượng Quan Huyền Dật cũng nói những cái đó tướng lãnh không có bực này đã gặp qua là không quên được bản lĩnh, chân chính định viễn tướng quân đích xác không có, nhưng là dịch dung sau định viễn tướng quân liền có này bản lĩnh. Dương Dũng dịch dung thành định viễn tướng quân, xem qua bài binh bố trận đồ sau lại đem nó vẽ xuống dưới, lại họa thượng một ít nguyên tố trang trí một chút, làm thành tinh mỹ đồ án, cắt thành trò chơi ghép hình nhãn, dán ở Hoa Dung Nguyệt mạo song phấn hộp thượng, bán cho Tây Nguyệt quốc như vậy liền thần không biết quỷ không hay đem bài binh bố trận đồ tiết lộ đi ra ngoài. Hai nước giao chiến, đối hai nước bá tánh bình thường mua bán tuy rằng sẽ có ảnh hưởng, nhưng không đại biểu không thể buôn bán. Bởi vậy, bài binh bố trận đồ cứ như vậy bị trở thành son phấn bán đi, còn hảo, còn tính bán cái giá cao. Trên đời này ai có thể nghĩ đến son phấn hộp thượng nhãn liền có dấu bài binh bố trận đồ. Dương Dũng là một nhân tài, đáng tiếc là địch quân nhân tài, không thể vì mình sử dụng, lại thưởng thức hắn tài hoa cũng là ổn công dương dũng đi tây bắc như vậy hoàng kim cự mãn nếu muốn tiếp tục giám thị dương dũng liền thế tất muốn đi theo đi tây bắc khoảng cách quá xa hoàng kim cự mãn cùng hiểu nhi là vô pháp lại dùng ý niệm câu thông trừ phi hiểu nhi cũng đi theo đi tây bắc đi tây bắc cái này ý tưởng hảo hấp dẫn người a hiểu nhi nghĩ thầm nếu muốn đi lại có như vậy cường đại lý do có thể đi vì cái gì không đi này tây bắc nàng là đi định rồi Hiểu Nhi đi trước tìm thẩm thừa diệu, sau đó đem Dương Dũng nói được như thế nào như thế nào thần thông quảng đại, tính cảnh giác là như thế nào như thế nào cao, không có nàng tiên ngoài ruộng tiên thú đi dám thị hắn, những người khác đi tuyệt đối sẽ bị phát hiện, mà tiên thú lại chỉ có thể cùng chính mình câu thông, không hiểu đến cùng những người khác câu thông, cho nên chỉ có thể chính mình tự thân xuất mã, thẩm thừa diệu có chút do dự, hắn như thế nào cảm thấy nữ nhi là muốn đi chơi, ý tưởng này vừa ra, đã bị hắn phủ nhận. Bên kia đang ở đánh đêm, không phải thảo chính là xa có cái gì hảo ngoạn. Cha, ngươi ngẫm lại Bồ Tát vì cái gì sẽ đã cứu ta một mạng, lại cho phép ta sử dụng tiên điền, này khẳng định là tưởng ta giúp giúp những cái đó gặp tai họa chịu khổ thiện lương bá tánh. Ta nếu là không giúp, Bồ Tát có thể hay không trách tội a? À? Thu hồi tiên điền là tiểu, ta có thể hay không mất mạng a, à? không được nói bậy. Thẩm Thừa Diệu nhìn thoáng qua chính mình cổ linh tinh quái nữ nhi có tùy thời đều có thể tiến tiên điền ở hắn là tin tưởng nàng sẽ không có tánh mạng nguy hiểm chỉ là làm cha mẹ biết rõ nơi đó có nguy hiểm tự nhiên là không nghĩ chính mình hài tử đi trước đao kiếm không có mắt này không phải đùa giỡn bất quá có quốc mới có da mỗi người đều không cho chính mình hài tử đi tiền tuyến như vậy ai tới thủ gia hộ quốc đi thôi bất quá đến nữ giả nam trang việc này ngươi cũng làm thuần thục ngươi chủ ý từ trước đến nay liền đại hơn nữa bản lĩnh cũng so cha đại, ngươi đừng đem chính mình lộng tới đầy người thương, hoặc là ném mệnh trở về là được. Cửa ải cuối năm khi, cha hướng hoàng thượng xin vận chuyển một đám y vớ qua đi. Đến lúc đó tiếp ngươi về nhà ăn Tết. Thẩm thừa diệu có chút giận dỗi lại có chút vô nại nói, ta liền biết cha sâu nhất minh đại nghĩa, khi cha ngươi giúp ta khuyên nhủ nương A. À. Nữ giả nam trang việc này nàng như thế nào liền làm thuần thục, còn không phải là vạn thọ tiết khi đã làm sao nàng cha chính là keo kiệt, hai cha con trạm thành cùng trận tuyến sau, Lưu Thị còn có thể không quân lính tan rã sao, kết quả tự nhiên là thẩm thừa diệu bị mắng một đốn, Lưu Thị nói nhất sẽ quán hài tử chính là hắn, sâu nhất minh đại nghĩa chính là hắn. Tốt nhất người lại là hắn. Người tốt đều làm hắn đương, nàng chính là không rõ lý lẽ người xấu, Lưu Thị luyến tiếp đối hài tử phát hỏa liền đem sở hữu lửa đạn đều tập trung ở thẩm thừa diệu trên người thẩm thừa diệu này pháo hôi liền bị chạy đến thư phòng ngủ một tháng, cảnh duệ biết hiểu nhi muốn đi Tây Bắc sau, cũng tưởng đi theo đi, năm sau hắn liền muốn tham gia thi hương cùng thi hội, tục ngữ nói đến hảo, đọc vạn quyển sách, không bằng hành ngàn dặm đường, thư hắn đã đọc đến đủ nhiều, nhàn tới không có việc gì khi một ngày có thể xem hai ba bổn, trên giấy đến tới chung giác thiển, tuyệt biết việc này muốn tự mình thực hành. Cảnh Duệ có ý nghĩ như vậy, Hiểu Nhi tự nhiên là cử đôi tay tán thành thẩm thừa diệu cũng cảm thấy nam nhi hẳn là nhiều đi bất đồng địa phương đi một chút trống trải một chút tầm mắt như vậy cả người tâm cảnh đều sẽ không giống nhau đây là hắn mấy năm nay cảm xúc cho nên cảnh duệ nói muốn đi thẩm thừa diệu không nói hai lời liền đáp ứng rồi lưu thị cũng là duy trì hiểu nhi biểu môi đây là trần trụi bất công a à. nàng ma phá môi mới nói phục bọn họ đại ca một mở miệng cả nhà chỉ kém không cử hai chân tán thành nàng xuyên qua tới như thế nào liền không hiểu đến tìm cụ nam qua thân thể đâu hiểu nhi ghét bỏ mà nhìn thoáng qua thân thể của mình này đến ít nhiều a à, lần sau lần sau lại xuyên nhất định xuyên thành nam nhi thân đương nhiên tiền đề là không phải đi nữ tôn thế giới nếu muốn đi tây bắc vậy đến tùy đại quân đi dương liễu ngươi phái người đi tìm một chút tứ hoàng tử liền nói ta có việc cầu kiến được đến thẩm thừa diệu hai phu thê đồng ý sau hiểu nhi lập tức an bài ngày mai đại quân liền xuất phát, hiểu nhi nữ giả nam trang ở bốn mùa tử lầu một cái phòng chờ thượng quan huyền tuấn, thượng quan huyền tuấn mang theo thượng quan huyền hạo đúng giờ xuất hiện, nhị hoàng tử, tứ hoàng tử cát tường. Hiểu nhi đứng lên, đối bọn họ vén áo thi lễ, hai người thấy nàng bộ dáng này đều nhướng mày, nha đầu, ngươi không ra tiếng, ta cũng không biết là ngươi. Bất quá ngươi giả thành này phó quỷ bộ dáng là lại nghĩ làm gì đi, ngươi liền thật là người mô quỷ dạng. Hiểu Nhi ở trong lòng mắng thượng quan Huyền Hạo một câu, sau đó tự mình động thủ cấp thượng quan Huyền Tuấn đổ một ly trà, tứ hoàng tử thỉnh uống trà, "Ta đâu?" Chiều dài có tự không hiểu sao? Thượng quan Huyền Hạo thấy Hiểu Nhi trực tiếp lướt qua hắn cấp thượng quan Huyền Tuấn thượng trà bất mãn, "Ta chỉ nói cầu kiến tứ hoàng tử a." Đối không thỉnh tự đến người, nàng làm gì muốn như vậy khách khí, keo kiệt. Thượng quan Huyền Hạo chính mình cho chính mình châm trà, hắn lại không phải không tay. Duệ An huyện chủ tìm bổn hoàng tử là có chuyện gì, thượng quan huyền tuấn lắc lắc đầu, nâng chung trà lên, đếm khởi trà tới, chính mình nhị hoàng huynh chính là miệng tiện, ta tưởng tùy đại quân đi Tây Bắc, nghe xong lời này, thượng quan huyền tuấn một hớp nước trà phun tới, thượng quan huyền hảo chính mình cho chính mình châm trà thủy, nghe xong hiểu nhi nói, kia thủy trực tiếp đảo tới tay thượng, đem hắn năng đến nhảy dựng lên, không được. Thượng quan huyền tuấn cự tuyệt, Thượng quan huyền giật biết hắn mang theo hắn tâm can nhi đi kia địa phương, còn không lột hắn gia tức hắn cốt, vì cái gì, bởi vì ngươi là nữ tử A. Nơi đó là chiến địa, ngươi đi làm gì? Thượng quan huyền hạo đương nhiên địa đạo, đây là trần trụi kỳ thị giới tính, hiểu nhi gật gật đầu, sau đó vén áo thi lễ, kia thần nữ cáo từ, dứt lời, hiểu nhi xoay người chạy lấy người, này liền từ bỏ, không giống nàng tính cách A, nha đầu ngươi này liền từ bỏ. Thượng quan huyền hạo hỏi ra chính mình trong lòng nghi hoặc, không có A, à, ta trộn đi theo đại quân mặt sau đi không phải được rồi. Lại không được, ta chính mình đi cũng đúng A. À. Hiểu nhi quay đầu, đương nhiên địa đạo, ân, các ngươi trần trụi kỳ thị giới tính, nàng liền trần trụi uy hiếp, thượng quan huyền tuấn lại lần nữa phun trà, thượng quan huyền giật ngươi lập tức, lập tức lăn trở về tới, chính mình thu phục chính ngươi tức phụ. phiền đã chết, chương 363 hiểu nhi cùng cảnh duệ thành công giả thành một cái tiểu binh lính đi theo bếp nút ban binh lính tùy đại quân xuất phát thượng quan huyền hạo vì coi trọng quan huyền giật nhìn thấy hiểu nhi khi kia phó biểu tình thực không phụ trách nhiệm quyết đoán mà đem hết thảy sự vụ ném cho hắn lão tử đi đương quân y đại hoàng tử tam hoàng tử không phải ái xử lý triều chính sao khiến cho bọn họ đi xử lý hảo đáng thương tiểu thất không có người lại dẫn hắn ra cung tìm tiểu hi nhi chơi đùa tây bắt các bá tánh cứu vớt thế giới người tới rồi. Thượng quan huyền hạo huyết sáo, nghĩ thầm, thượng quan huyền tuấn thật muốn một chân đem hắn xuyển bay ra đi. Một bên thổi huyết sáo một bên hành quân, hắn đây là nhạc cái gì, câm miệng, cao hứng thổi một chút huyết sáo đều không được sao. Thật là không biết ai mới là huynh trưởng. Thượng quan huyền hạo bất mãn mà lẩm bẩm một câu, ngươi cao hứng cái rắm A. Đây là đi đánh giặc. Ngươi thổi huyết sáo cho ai nghe A muốn thổi cũng là thổi giác hào, thượng quan huyền tuấn một hồi đến quân đội, liền không có những cái đó hoàng tử giáo dưỡng, thu khẩu đều tuôn ra tới. Ta này không phải cao hứng ta rốt cuộc có thể đi đem những cái đó tây nguyệt mọi rợ sát cái phiến giáp không lưu sao. Ngươi cũng đều không hiểu ta tâm, thượng quan huyền hạo nhìn nhìn mặt sau các binh lính bất mãn ánh mắt, chạy nhanh miêu bổ, chờ ngươi dết lại nói. Nếu là ngươi dám lại thổi huyết sáo, liền cút cho ta hồi cung thượng quan huyền tuấn oán hận địa đạo thượng quan huyền hạo hảo muốn đi mặt sau tìm hiểu nhi nha đầu nói chuyện bồi cái này đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt người hắn tỏ vẻ nhật tử rất khổ sở hành quân mỗi ngày ít nhất muốn đi lên một trăm dặm lộ mà bếp nút ban mỗi cái bọn lính còn muốn cổng lương thực cùng nồi sắt bọn họ hành tẩu lên so giống nhau binh lính còn muốn vất vả hiểu nhi cùng cảnh duệ đi tới đi tới liền mặt đỏ như vậy một đôi so với bọn hắn hai người chỉ cổng chính mình tay nải cũng quá nhẹ nhàng chút, đây chính là kéo thù hận tiết tấu A. Cảnh duệ chủ động giúp một cái lão binh trung chia sẻ một túi lương thực, bối ở bối thường, khi lão binh cười nói tạ, hắn hiện tại chỉ cổng một cái nồi sắt, nhưng nhẹ nhàng nhiều, vị này đại thúc, ta giúp ngươi bối một túi lương thực đi. Hiểu nhi đối bên người một cái lưng hùng vai gấu người ta nói, toàn bộ bếp nút ba người, cũng liền hắn bối đồ vật nhiều nhất này đại khái cũng là vì người tài giỏi thường nhiều việc duyên cớ hiểu nhi nghĩ thầm lâm hổ nghe xong hiểu nhi nói nhìn nàng tay ngắn chân ngắn liếc mắt một cái lắc lắc đầu không cần ta một cái cánh tay tương đương ngươi một cái đùi thô ngươi vẫn là chính mình đi nhanh một chút nhưng đừng kéo đại quân chân sau sẽ không ta sức lực lớn đâu đại thúc yên tâm đi mặt sau có một người nghe xong lời này trực tiếp dở xuống bối thượng một túi lương thực ném tới hiểu nhi bối thượng tiểu tử ngươi tưởng bối nơi này có, hiểu nhi thiếu chút nữa bị áp đảo. Chạy nhanh tránh ra, lương thực rơi trên mặt đất, nàng quay đầu, thấy người này chỉ bối một túi lương thực, hiện tại ném cho chính mình, hắn không phải cái gì đều không cần bối sao, trên đời này há có như vậy đạo lý, hiểu nhi một bàn tay liền đem kia túi lương thực nhắc tới hướng hắn ném đi, chính ngươi bối, ta nhưng không nghĩa vụ giúp ngươi bối, tiểu tử thúi, ngươi là muốn tìm cái chết sao nam nhân bị lương thực xung lượng đâm cho một mông ngã ngồi trên mặt đất người nọ vừa định xảo lên lâm hổ quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái dì vĩ tưởng không muốn sống nữa chậm trễ hành quân cẩn thận gia của ngươi dì vĩ nghe xong lâm hổ nói hừ lạnh một tiếng rốt cuộc không dám nói cái gì nữa lục hoàng tử trị binh cực nghiêm hắn thật không dám gây chuyện tiểu tử ngươi lần đầu tiên tham gia quân ngủ đi ngươi hiện tại đúng là trường thân mình thời điểm thứ này vẫn là không cần bối, bằng không bị nội thương. về sau liền trường không thành đại thúc như vậy tráng. nam nhân quá gầy yếu, như thế nào dưỡng da sống tạm? Lâm Hổ thấy hiểu Nhi sinh đến yếu đuối mong manh, liền mở miệng khuyên nhủ: đại thúc, ta cảm thấy ta bộ dáng này thật hảo. Hiểu Nhi nhìn thoáng qua hắn phân lượng cực đủ thân thể, nếu về sau trưởng thành hắn như vậy trọng tải, kia nàng có thể suy xét đi đâm đậu hũ hiểu nhi lại hỏi một câu có hay không người yêu cầu hỗ trợ bối đồ vật mọi người xem nàng đặc biệt nhỏ gầy đều lắc lắc đầu dì vĩ hừ một tiếng hư tình giả ý hiểu nhi không để ý đến hắn châm ngòi vẫn luôn đi đến mặt trời chói chang trên cao đại quân mới ngừng lại được tại chỗ nghỉ ngơi một chén trà nhỏ thời gian ăn xong lương khô lại xuất phát này mới ra gia môn đại gia trên người đều mang theo không ít lương khô hiện tại thời tiết lạnh có thể phóng đến hạ trực tiếp lấy ra tới ăn là được Hiểu Nhi thấy cách đó không xa có gian nhà xí, chạy nhanh chạy tới đóng cửa cho kỹ, sau đó trốn vào không gian thượng v đúc C. ai, sớm biết rằng liền chính mình đi Tây Bắc, hiện tại tưởng như xí đều phiền toái. Hiểu Nhi từ nhà xí ra tới sau, đến bên dòng suối rửa sạch sẽ tay, liền ngồi vào cảnh duệ bên người, cùng nhau ăn lương khô. Thượng quan huyền tuấn hướng Hiểu Nhi cùng cảnh duệ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy hai cái thiếu niên bộ dáng người vừa nói vừa cười mà ở ăn lương khô phản phất giờ phút này không phải thân ở núi hoang dã lâm ngồi trên mặt đất mà ăn lương khô, mà là ở ấm áp hạnh phúc bình thường bá tánh trên bàn cơm, dương dương tự đắc, vì cái gì muốn nói là bình thường bá tánh, bởi vì đại gia tộc chú ý chính là ăn không nói, tẩm không nói, hắn vốn tưởng rằng cố ý an bài nàng đi cùng bếp nút binh kia ban binh lính đi cùng một chỗ, đi lên nửa ngày lộ, nàng liền sẽ chịu không nổi, chủ động yêu cầu về nhà, không nghĩ tới. Hai cái bổn ứng mệt cái chết khiếp người, lại một chút việc đều không có thả xem nàng ngày mai còn có đi hay không đến động hôm nay mệt nhọc ngày mai phản ứng đến thân thể thượng đó là toàn thân đau nhất đến lúc đó cầu chính mình đưa nàng trở về hắn cũng muốn nàng lại nhiều đi một ngày lại được rồi cả buổi chiều trời tối đến duỗi tay không thấy năm ngón tay đại quân mới ngừng lại được đêm nay vẫn như cũ là ăn lương khô nhưng là bếp nút ba người cho đại gia thiêu mấy nồi to nước ấm liền ăn có thể so giữa trưa khi liền nước lạnh ăn lạnh ngạnh lương khô muốn tốt hơn rất nhiều có chút người trực tiếp đem lương khô ngâm mình ở nước ấm chung tới ăn thượng quan huyền tuấn lại nhịn không được hướng hiểu như xem qua đi chỉ thấy nàng thân ảnh nho nhỏ phủng hai chén nước sôi xuyên qua ở binh lính chung cho bọn hắn đưa nước quý vị huyện chủ còn có thể hô tôn hàng quý không quên sở sắm vai chức trách cấp binh lính đưa khẩu nước ấm thượng quan huyền tuấn không nghĩ tới nàng còn rất có thể chịu khổ không cần nhìn hết hy vọng đi kia nha đầu tuyệt đối sẽ không bỏ dở nửa chừng. Cùng với lại làm nàng chịu khổ chịu nhọc, không bằng đặt ở bên người chiếu cố hảo, nói vậy nhìn thấy thượng quan huyền giật tên kia ngươi còn không bị chết thật sự thảm. Thượng quan huyền hạo nhìn cần lao giống tiểu ông mật giống nhau xuyên qua ở binh lính chi gian hiểu nhi mở miệng nói, các ngươi cho rằng hành binh đánh giặc là đùa giỡn sao. Hồ nháo, vậy ngươi cứ yên tâm đi, kia nha đầu nhất định phải đi theo, tuyệt đối là có nguyên nhân, nàng không phải hồ nháo người đối với điểm này thượng quan huyền hạo vẫn là có tin tưởng, hy vọng đúng như ngươi theo như lời giống nhau, bằng không muốn nháo ra chút chuyện gì tới, ta ai mặc cũng không cho, thượng quan huyền tuấn ném xuống lời này đang chuẩn bị chuyển khai tầm mắt, nhưng là kế tiếp vẽ tranh lại làm hắn định trụ, hiểu nhi đi qua nào đó binh lính khi, người nọ vương chân vướng nàng một chút, chương 364, cứ việc hiểu nhi phản ứng đến mau, tránh đi người nọ vương tới chân, nhưng trên tay nàng bưng kia hai chén nước sôi vẫn là bởi vì nàng đại động tác, thân thể mất đi vốn dĩ duy trì cân bằng, dạng một ít ra tới, nóng bỏng nước sôi một chút bắn tung tóe tại Hiểu Nhi đôi tay thượng, bởi vì ăn đau, Hiểu Nhi đem tay phải thượng kia chén nước ném đi ra ngoài, vừa lúc nện ở vương cái kia trên đùi, nước ấm xuyên thấu qua quần áo, năng trên da, đau đến dì vĩ nhảy dựng lên. Hắn một bên rung rẩy cái kia ống quần, làm độ ấm nhanh lên dán xuống, một bên giận gào, tiểu tử thúi, Ngươi thật lớn gan chó, liền lão tử cũng dám năng, hiểu nhi một bên cho chính mình mu bàn tay hơi thở, một bên nhìn ở chính mình trước mặt đau đến nhảy nhót người, đầy mặt vô tội mà mở miệng, "A, à, năng đến ngươi, xin lỗi a, à, vừa rồi ta đi qua, ngươi đột nhiên đem chân vương tới. Ta vì tránh né ngươi chân, thân thể mất đi cân bằng, chén thượng nước sôi bắn một ít ra tới, năng tới rồi tay của ta, ta mu bàn tay ăn một lần đau, liền nhịn không được đem chén ném." ta thật sự không phải cố ý, nếu ngươi chân không đột nhiên vương tới, liền tuyệt đối sẽ không phát sinh như vậy sự, cho nên ngươi đây là gieo gió gặt bão, ngươi đừng ngậm máu phun người, ta khi nào đem chân vương đi, là chính ngươi cố ý đem chén ném ở ta trên chân, vì vĩ trên đùi truyền đến nóng rát đau, làm hắn hận không thể đem hiểu nhi giết, hắn là như thế này tưởng, cũng là như thế này làm, vì thế hắn giơ lên nắm tay chuẩn bị hướng hiểu nhi huy đi. Hiểu Nhi giả vờ sợ hãi, giơ lên tay phải ngăn trở mặt bộ, trên tay trái kia chén nước lại giống như lơ đảng bác qua đi sau đó hai tay ôm lấy đầu không cần đánh ta hiểu Nhi nói xong liền chạy lên a à, ta muốn giết ngươi lại bị năng đến dì vĩ không màng ăn đau đuổi theo hiểu Nhi tới đánh hiểu Nhi chạy nhanh chạy đi vừa chạy vừa kêu cứu nói cứu mạng a à. giết người a à, Lâm Hổ kéo lại dì vĩ hắn một tên mau đầu tiểu tử cái gì cũng không hiểu ngươi cùng hắn so đo cái gì ngươi buông ta ra hắn chính là cố ý bác ta nước ấm. Dì vĩ trên người, trên đùi đau, làm hắn giận đỏ hai mắt, thượng quan huyền tuấn lãnh ngạnh một khuôn mặt đã đi tới, phía sau đi theo một bộ xem kịch vui bộ dáng thượng quan huyền hạo, tướng quân, cứu mạng. Hiểu nhi chạy tới bọn họ hai người phía sau, dì vĩ thấy như vậy một chút việc nhỏ đưa tới thượng quan huyền tuấn, sắc mặt trắng bạch, tướng quân, là tiểu tử này cố ý đem nước ấm hắt ở ta trên người, ta mới, năm mươi quân trượng sau đó lan trở về gia đi. Thượng quan huyền tuấn đánh gãy hắn nói, tướng quân quan uổng a. À. Rõ ràng là hắn, một trăm quân trượng. Thượng quan huyền tuấn nhìn hắn mãn nhãn kinh thường, vì vĩ từ hắn trong ánh mắt, biết vừa rồi chính mình động tác nhỏ nhất định là bị hắn thấy, vì thế hắn chạy nhanh quỳ xuống, dập đầu nói, tướng quân tha mạng, ta biết sai rồi, ngươi không cần đuổi ta về nhà. Tướng quân, nhà ta trung cha mẹ, thê nhi còn chờ ta này mỗi tháng quân vang sinh hoạt, ta trong quân không cần gậy thọc cức. Thượng quan huyền tuấn cho hắn phó tướng một ánh mắt, liền có người tiến lên đem gì vĩ giá đi xuống, lĩnh quân trượng, trong quân, đội ngũ trung, yêu cầu chính là đoàn kết hữu ái, mà không phải ám toán, một người liền bởi vì nho nhỏ sự liền tâm tồn oán hận trả thù chính mình đồng đội. Như vậy binh lính như thế nào có thể lưu? Trên chiến trường bọn lính chính diện mặt địch, phía sau lưng là để lại cho chính mình đồng đội bảo hộ, mà không phải thọc đao, hắn minh, tuyệt đối không thể lưu như vậy côn trùng có hại, cảnh duệ vừa rồi đi nước sông gánh nước, hiện tại mới trở về, thấy gì vĩ bị phạt quân trường, liền hỏi Hiểu Nhi phát sinh chuyện gì, Hiểu Nhi liền đơn giản giải thích một chút, người tay không có việc gì đi. Cảnh duệ cầm lấy Hiểu Nhi đôi tay xem xét, hai tay phụ cận đều khởi bọc nước, tay phải thậm chí tổn hại da, cảnh duệ trong lòng lại đau lòng lại ấy nấy, đều là hắn không chiếu cố hảo muội muội ta giúp ngươi thượng dược. Cảnh duệ trên người có chứa hiểu nhi cấp thuốc trị thương, đổ một cái ra tới, bóp nát, chiếu vào miệng vết thương thượng, không có việc gì, liền nhìn nghiêm trọng điểm, kỳ thật cũng không phải rất đau. Hiểu nhi cười an ủi nói, cảnh duệ nghe xong lời này lại là không tin, như vậy đều không đau, nào thế nào mới đau, thượng quan huyền hạo cùng thượng quan huyền tuấn đều nhìn về phía hiểu nhi tay, cư nhiên như vậy nghiêm trọng, không đau sao nha đầu này từ bị phỏng đến bây giờ, mày đều không thấy nàng nhăn một chút. Hiện tại Thượng quan Huyền Tuấn nhưng thật ra tin tưởng Thượng quan Huyền Hạo nói, nha đầu này nhưng thật ra cái có thể ẩn nhẫn. Thượng quan Huyền Hạo nhịn không được mắng, ngươi này nha, tiểu tử là ngốc sao? Đều thấy hắn cố ý duỗi chân vướng ngươi, ngươi nên trực tiếp đạp lên hắn trên chân, sau đó đem hai chén nước sôi ngã xuống đi, vì cái gì còn làm kia phỏng thương chính mình, ta liền chưa thấy qua giống ngươi như vậy xuống người mặc dù nàng đương trường đem người giết, nàng cũng có người che chở, nàng khách khí cái gì, tức chết hắn, thượng quan huyền hạo nghĩ đến chờ tới rồi Tây Bắc, thượng quan huyền giật đã biết việc này, chính mình tuyệt đối da thịt đều đau, sớm biết hắn liền không đi theo tới, ở đây nghe xong thượng quan huyền hạo lời này binh lính đều ngây người, này ai cũng quá độc ác đi, hiểu nhi sát có chuyện lạ gật gật đầu, lĩnh giáo, lần sau sẽ, chỉ là làm như vậy. Nàng liền từ có lý biến vô lý thượng quan huyền tuấn trắng liếc mắt một cái thượng quan huyền hạo hiện tại bắt đầu các ngươi hai cái đi theo ta phía sau thượng quan huyền tuấn ném xuống lời này liền sải bước mà rời đi nếu thay đổi không được sự thật chính mình em dâu đương nhiên đến hỗ trợ che chở nói thượng quan huyền giật nắm tay đích xác thực cứng nghe nói mấy năm nay lại tiến bộ chính mình không biết còn đánh nữa hay không đến quá a à. hắn liền biết mang theo nữ nhân thượng chiến trường chuyện tốt không có phiền toái liền không ngừng ngày đầu tiên liền lộng như vậy vừa ra đường xá còn trường đâu thượng quan huyền tuấn nghĩ đến đây rất tưởng lập tức gặp gỡ mấy cái tây nguyệt quốc binh lính làm cho hắn giải giải đầy người bực bội cái khắc binh lính nghe xong lời này càng là cả kinh cầm đều mau rớt trên mặt đất sau đó đó là các loại hâm mộ mới tới hai cái tiểu binh như thế nào liền vào tướng quân mắt hiểu nhi cùng cảnh duệ vội gật đầu hẳn là định viễn tướng quân nhìn hiểu nhi liếc mắt một cái không rõ lục hoàng tử như thế nào tự mình xuất đầu chẳng lẽ này tiểu tử là cái nào hoàng thân quốc thích hài tử, chuyên môn đưa tới quân doanh tới rèn luyện sao, nghĩ đến chính là, nhị hoàng tử đối kia tiểu tử cũng là có chút bất đồng. Không đúng, là rõ ràng thục niệm, nghĩ vậy, định viễn tướng quân liền không bỏ trong lòng, hai cái mau đầu tiểu tử, còn không đáng sợ hãi, sau đó hắn lại đem ánh mắt đặt ở dì vĩ trên người, như vậy có thù tất báo người, có đôi khi cũng khá tốt dùng, kế tiếp hành trình. Hiểu Nhi cùng cảnh duệ rốt cuộc quá lên ngựa thượng sinh sống. Trời biết, đi rồi một ngày đường, Hiểu Nhi kiều nộn chân nhỏ đã mài ra mấy cái bọc nước, chẳng qua nàng từ trước đến nay có thể nhẫn, cho nên không ai phát giác. Mà này đó tiểu thương tiểu đau, nàng cũng không thèm để ý, nàng chuyển cái thân là có thể làm nó hảo. Ông trời tác hợp, tổng cộng đuổi 10 ngày qua lộ cũng chưa từng có vũ. Này một đêm, tiếng gió nổi lên bốn phía, rừng cây sàn sạc rung động, khô vàng lá cây sôi nổi đi xuống rớt mà trước thời gian mấy ngày xuất phát lương thảo đội ngũ, sắp sửa vào ngày mai đi ngang qua rừng rậm, chương 365, thêm càng, mưa to qua đi rừng rậm, đừng tưởng rằng sẽ có bao nhiêu Mỹ, trước mắt bảo kinh phong sương hỗn độn là nhất chân thật vẽ hình người, ngay cả không khí đều so bình thường lạnh lẽo vài phần, bánh xe chuyển ở ướt dầm về thổ địa thượng, lưu lại hai điều thật sâu trường ngân, sau đó lại bị tiếp theo đài xe bánh xe chuyển quá, như thế tuần hoàng. Hơn nửa người giấu chân, một mảnh lầy lội hỗn loạn, tối hôm qua mưa to đem bùn đất đều phao mềm, này lộ là càng thêm khó đi, này lộ đều thành bùn lầy. Quá khó đi. Có người oán giận nói, cũng không phải là, lại đuổi mấy ngày lộ liền tới rồi, ông trời cũng không nghẹn lâu một chút. Này lương thực đều có tiểu bộ phận xối, vạn nhất hỏng rồi làm sao bây giờ, tận lực nhanh lên, này rừng rậm ly Tây Nguyệt Quốc gần nhất, lưu lại lâu rồi, miễn cho ra cái gì ngoài ý muốn. Triệu Hữu Uy nghe xong bọn lính nói nhắc nhở bọn họ, hắn nói âm vừa ra, đằng trước kia đài xe bánh xe, liền bị một cục đá tạp trụ, bị bắt ngừng lại, mặt sau đi theo xe cũng không thể không ngừng lại, sao lại thế này? Ở đội ngũ ở giữa Triệu Hữu Uy cưỡi ngựa tiến lên dò hỏi, có cục đá tạp trụ bánh xe, ti chức lập tức đem nó đào ra. Có cái hầu binh ngồi sổng bánh xe bên, nhìn thoáng qua nói, xe đẩy binh lính nghe xong lời này, vội đem xe sau này lôi kéo hai gã binh lính cùng nhau lấy xứng đao đem cục đá phụ cận bùng đào khai. Triệu hữu uy nghe xong liền gật gật đầu, đại gia tại chỗ nghỉ ngơi hạ, uống nước, lúc này, xung quanh trên cây không ngừng có người nhảy xuống. Tự như gió thu trung lá rụng, không cần tiền một chút đi xuống rớt, những người đó chân mới vừa đạp mà, không nói hai lời liền bắt đầu hướng vận lương các binh lính rút đao, chiêu chiêu tàn nhẫn, các huynh đệ liều mạng, này đó lương thực tuyệt đối không thể bị Tây Nguyệt quốc người đoạt đi chúng ta Tây Bắc binh lính đều gặm thật lâu thảo căng cùng vỏ cây, bọn họ ngóng trong chúng ta này phê lương thực hạ nồi đâu. Cho ta hung hăng mà đêm này giúp cẩu tặc đánh chết. Không cần lưu một cái mạng chó, triệu hữu uy một bên rút kiếm thứ người, một bên hét lớn, thường, thường, thoáng chốc, đao quan kiếm ảnh, máu bắn ra bốn phía. Vận lương binh lính đuổi nhiều như vậy thiên lộ, vốn là đã kiệt sức, hiện tại cùng nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ở nơi này kiếp lương tây nguyệt quốc binh lính đánh lên tới lại sao có thể là bọn họ đối thủ thực mau liền rơi xuống phong liền ở bọn họ đều phải tuyệt vọng thời điểm cứu binh xuất hiện một cái trên người cổng hai chỉ gà rừng ba con thỏ hoang người xuất hiện hắn vừa thấy tình cảnh này thả ra một mũi tên bắn trúng một cái đang muốn chém thượng một người binh lính tây nguyệt người trên vai sau đó hắn lớn tiếng gọi các huynh đệ chúng ta lương thảo tới rồi gặp gỡ Tây Nguyệt chó điên tới đoạt. Mau tới đây a, à, nói xong hắn còn lấy ra một quả cái còi, không ngừng thổi, rừng rậm trung, hơn 10 người trên người cổng con mồi thường phục binh lính cưỡi ngựa xuất hiện, cầm đầu binh lính lớn tiếng cười nói, ha ha, ta còn nghĩ tới này cánh rừng chuẩn bị con mồi trở về, có thể hay không thuận tiện sát thượng mấy cái Tây Nguyệt cẩu giải giải hận, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, thượng, thượng, thượng lương thảo tới rồi, chúng ta tể cẩu thịt ngao cháo ăn, ăn hảo chút thời gian vỏ cây thảo căng. Miệng tràn đầy chua xót. đêm nay ta muốn ăn thịt chó, vì lệ đại tướng quân báo thù, vì chết đi chiến hữu báo thù, vì biên thành bá tánh báo thù, sát, kỵ binh nhóm rút khởi xứng đao, một bên kêu, một bên cưỡi ngựa tiến lên, len ken hữu lực đao kiếm va chạm thanh, hết đợt này đến đợt khác. Vận lương binh lính thấy tinh kỵ binh đều xuất hiện, càng là sĩ khí đại trướng, vốn dĩ thoát lực thân thể, đột nhiên giống bị tiêm máu gà giống nhau, múa may đại đao, chém khởi người tới so bình thường đều hữu lực, sát, sát, ngay sau đó lại xuất hiện mấy chục cái thôn dân, khiên cái quốc lại đây hỗ trợ sát Tây Nguyệt đoạt lương cẩu tặc, bọn họ bị Tây Nguyệt quốc hầu binh đoạt đi rồi tân lương, hiện tại đến tới nơi này đào thảo căn độ nhật, thấy Tây Nguyệt quốc người quả thực tự như thấy kẻ thù giết cha giống nhau, khiên lên cái quốc. Liền hướng Tây Nguyệt quốc binh lính quốc đi xuống hơn 10 người tinh kỵ binh thân thủ dị thường lợi hại, hơn 1.000 cái Tây Nguyệt quốc người một chút liền bị diệt một nửa. Đi đầu Tây Nguyệt quốc tướng lãnh vừa thấy trạng huống không đối vội nói, triệt, không thể làm một cái cẩu chạy trốn, đối, muốn chạy. Ta còn không có sát đủ đâu, đối. Người quá ít giết được không đủ giải hận, bọn lính nghèo truy không bỏ, các ngươi che chở lương thực, chúng ta đuổi theo. Kỵ binh thủ lĩnh dẫn đầu phóng ngựa về phía trước, đối Nga bọn họ nhiệm vụ là bảo hộ lương thực, làm lương thực an toàn đưa đến quân doanh. Này đó lương thực nếu là ném, bọn họ mệnh cũng đến đi theo ném. Bọn lính chạy nhanh dừng đi phía trước hướng bước chân, lại trở về chạy tới, thiếu chút nữa đem sứ mệnh đều đã quên, đều do Tây Nguyệt quốc người quá không phải người, thấy giả muốn đánh. Đối với chạy xa Tây Nguyệt quốc hầu binh, kỵ binh nhóm dục ngựa mà qua một đao liền phóng đổ. Cuối cùng chỉ có thân bị trọng thương Tây Nguyệt quốc tướng lãnh nhảy đến trong sông, chạy trốn, đi thôi trước đưa lương thực trở về dẫn đầu kỵ binh đợi một hồi thấy đối diện bờ sông thật lâu không ai lên bờ liền mở miệng nói tây nguyệt quốc đi đầu kiếp lương tướng lãnh ngạnh chống một cái mệnh trở về phục mệnh đại tướng quân đạt lỗ nhìn quỳ trên mặt đất một thân trọng thương thủ hạ thất bại hồi tướng quân vốn dĩ liền phải thành công chính là đột nhiên sát ra mười mấy cái thường phục tinh kỵ binh mỗi người lấy một địch trăm giơ tay chém xuống liền liền cầm chúng ta người mệnh thuộc hạ liều chết trở về phục mệnh. Dù cho thân bị trọng thương, nhưng hắn cũng không quên đem đối phương binh hình dung đến có bao nhiêu lợi hại, bằng không hắn nhiệm vụ thất bại, lại chỉ có chính mình một người trốn trở về, này tội chính là có chút trọng, tinh kỵ binh như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi đó, chẳng lẽ chúng ta kế hoạch bị người xuyên qua. Đột nhiên có một đội tinh binh xuất hiện cũng quá mức với trùng hợp đi, đại tướng quân nghe xong lời này đúng giác không ổn, hẳn là không phải ta thấy bọn họ mỗi người trên người đều bối không ít con mồi, phỏng chừng. Là ở doanh đói thảm, ra tới đánh chút con mồi trở về, khụ khụ, ta nghe bọn hắn nói, này tướng lãnh gian nan mà đem hắn nghe tới nói chuyện nói ra, đại tướng quân trầm tư một chút, cũng cảm thấy cái kia thiên y vô phùng biện pháp không có khả năng bị xuyên qua, kia một đám song phấn từ mẫn trạch quốc đế đô thành một đường vận đến biên thành quá cảnh, đều không có gì thường kiểm tra, bọn họ lại như thế nào sẽ khả năng phát hiện đi xuống đi. Lần sau lại thất bại liền đề đầu tới gặp. Đạt lỗ nghe xong hắn nói vất tay làm hắn lui ra, đẩy hắn lui ra ngoài sau, đạt lỗ lại gọi một người tiến vào thảo luận việc này đến tột cùng là trùng hợp vẫn là bị phản thiết kế, người này là Tây Nguyệt quốc quân sư chỗ la, bọn họ lương thực đều bị chúng ta đoạt đi rồi, không có đồ vật ăn, đi đi săn cũng không kỳ quái, nếu sự tình đã bại lộ, các ngươi không có khả năng sẽ không phát hiện, hắn trước hai ngày còn có tin tức truyền đến, Chỗ la suy nghĩ một chút mới mở miệng nói, cái này biện pháp là hắn nghĩ ra được, quả thực thiên y vô phùng, sao có thể nhanh như vậy liền bị xuyên qua. Đạt lỗ nghe xong cũng cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng tổng giác bất an. Chương 366, có tinh kỵ binh hỗ trợ hộ tống, lương thảo trước thời gian một ngày tới quân doanh. Tinh kỵ binh thủ lĩnh phong vân hộ tống lương thảo trở lại quân doanh sau liền hướng đi thượng quan huyền giật phục mệnh, cẩn tuân chủ tử chi mệnh, cố ý thả một người trở về thượng quan huyền giật gật gật đầu, phất phất tay làm hắn lui ra, địch thiệu duy thần thanh khí sản mà đi đến, người này rốt cuộc đã không có mấy ngày hôm trước quỷ dạng, lệ cô nương không có việc gì, người tốt không trường mệnh, tai họa để lại ngàn năm không nghe nói qua sao. Nàng sao có thể sẽ có việc a? À, nhớ tới người nào đó vừa vặn lên liền cho chính mình sắc mặt xem, địch thiệu duy thần thanh khí sản không thấy, chính mình ngày đêm lên đường, mỗi cách ba ngày ba đêm mới ngủ thượng một canh giờ, liền vì sớm ngày đem dược đưa đến tới cứu nàng mệnh nàng khen ngược tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là ngươi tới nơi này làm gì lăn trở về đế đô đi địch thiệu duy cảm thấy kia dược cầm đi cứu một con chó nó đều sẽ triều chính mình lắc lắc cái đuôi thượng quan huyền giật nghe xong lời này cũng mặc kệ hắn hắn ngồi vào án thư bên bắt đầu động thủ hủy đi trên bàn thư tín người này chính là miệng thiếu chỉ sợ cả đời đều ôm không được mỹ nhân về rõ ràng trong lòng lo lắng đến giác đều ngủ không được cơm cũng ăn không vô không buồn ăn uống canh giữ ở người nào đó bên người thấy người nào đó mở ra hai mắt há mồm liền nói tấm tắt như vậy đều chết không đi quả nhiên tai họa để lại ngàn năm a à. lệ minh phương nghe xong lời này lúc ấy không tức chết thật là bởi vì nàng trái tim đủ cường tráng không phải mở tâm ngươi chừng nào thì hồi đế đô đại quân sắp sửa tới rồi đi lệ tướng quân cũng tỉnh nơi nào yêu cầu nhiều người như vậy đãi ở chỗ này ở chỗ này ta mỗi ngày ăn hạt cát đều ăn no, chủ yếu là mỗi ngày đều bị người chạy trở về, hắn lại không đi, người nào đó đều cho rằng hắn là vì nàng luyến tiếc đi rồi. Thượng quan huyền giật không để ý đến địch thiệu duy toái toái niệm, hắn bên người người đều đặc biệt nói nhiều, hắn đều tưởng không rõ, đâu ra như vậy nói nhiều nói. Thượng quan huyền giật mở ra thượng quan huyền hạo cho hắn gửi tin, nhìn thoáng qua liền ném xuống tin, ba bước cũng làm hai bước đi ra ngoài, ngươi không đi, ta chính mình đi lạp. Quy Ngươi đi đâu? Nói như thế nào nói liền chạy lấy người đâu, Địch Thiệu Duy một chút tôn trọng người khác tự giác đều không có, chạy nhanh đi lên trước cầm lấy tùy ý ném ở trên bàn tinh vừa thấy, sau đó trừng lớn đôi mắt, "Từ từ ta, ta cũng đi." Hắn muội tử muốn tới, hắn như thế nào có thể không đi nghênh một nghênh? Thượng Quan Huyền giật trời đi sau, liền có hai cái thân tính phong nhẹ cùng Phong Dương canh giữ ở ngoài cửa, không được bất luận kẻ nào đi vào hoàng thượng cho phép chính mình hoàng tử có được một ngàn danh thân binh cùng một trăm danh ám vệ, thượng quan huyền giật một ngàn danh thân binh, lấy phong vì họ, mỗi người võ nghệ cao cường, lấy một địch trăm, đặc biệt phong nhẹ cùng phong dương vì nhất, ám vệ càng là ngàn dặm mới tìm được một, trong đó ám một xuất quỷ nhập thần, có thể nói là tới vô ảnh, đi vô tung. Hai cái đều rất tò mò chính mình chủ tử đi được như vậy vội vàng là đã xảy ra chuyện gì, như thế nào mất đi nhất quán bình tĩnh tự giữ thượng quan huyền giật cưỡi ngựa chạy ra đi không xa một con diều hâu liền ở bờ vai của hắn rơi xuống hắn bắt lấy cột vào nó trên chân ống trúc cũng đem bên trong tinh lấy ra tới sau đó lại đem mã điều một cái lần đầu đi địch thiệu duy cưỡi ngựa vừa mới ra quân doanh liền thấy thượng quan huyền giật đi vòng vèo đối hắn làm như không thấy thẳng đến quân doanh một đường bôn hồi trướng trước nhảy xuống ngựa đem cương ngựa giao cho phong nhẹ đi thỉnh lệ tướng quân lại đây nói xong hắn liền vén lên mành chui vào lều trại nội, địch thiệu duy vội quay đầu đuổi theo, theo sát hắn lệnh bước chui đi vào, không phải đi tiếp hiểu nhi nha đầu sao. Như thế nào quay đầu, không tiếp, vì cái gì, điều binh. Thượng quan huyền giật mở ra bản đồ, bắt đầu xem xét địa hình, hai điểm gian khoảng cách, thẳng tắp ngắn nhất. Đại quân tiến lên lộ tuyến, cơ hồ đều là ấn cái này chân lý đi, cho nên có đôi khi, trèo đèo lội suối là không thể tránh được nhật tử lại đi phía trước đẩy mạnh 10 ngày hiểu nhi từ trong trí nhớ bản đồ biết nếu không mưa nói hai ngày này bọn họ liền muốn đi ngang qua một chỗ sơn cốc nguyệt gieo mạ vừa lúc là dương dũng đối dì vĩ nói thời gian phía trước hoàng kim cự mãn nói cho nàng dương dũng dùng vốn dĩ tướng mạo gặp qua dì vĩ khi đó dì vĩ bị đánh quân trượng ngày thứ hai liền bị đuổi ra quân đội đại quân đi xa chỉ để lại mông da tróc thịt bông hắn hắn nhìn dần dần đi xa đội ngũ ánh mắt như là tôi độc giống nhau, mông đau đến hắn đi không được lộ, chỉ có thể bò trở về đi. Suốt bò một ngày cũng chưa thấy một bóng người, một hộ nhà, trên người đau xót làm hắn đối thượng quan huyền tuấn cùng hiểu nhi càng là hận đến nghiến răng nghiến lợi, ban đêm tiến đến, hắn lấy ra lương khô dùng sức mà nhấm nuốt. Phản phất ở ăn hiểu nhi thịt, cắn thượng quan huyền tuấn cốt, ăn xong lương khô sau, hắn liền trực tiếp nằm xuống, may mắn hắn cũng không phải lần đầu tiên ở núi hoang dã ngoại qua đêm, bằng không chuẩn có thể hù chết lâm hừng đông hết sức hắn nghe thấy một tiếng lợn rừng kêu sợ tới mức hắn một cái giật mình nhảy dựng lên lại bị mông đau đớn làm cho ngã trở về nhưng là lợn rừng a một cái không tốt hắn mạng nhỏ liền ném nơi nào còn lo lắng mông có phải hay không nở hoa có thể hay không tiếp tục nở hoa chạy là được rồi hắn thẳng thắng eo căng thẳng mông không ngừng chạy nhưng vẫn là không có lợn rừng mau liền ở lợn rừng tưởng tượng cũng cải trắng giống nhau đem hắn cũng thời điểm cứu tinh xuất hiện, Dương Dũng dẫn theo kiếm xuất hiện, hắn đem lợn rừng ngăn lại, chém giết. Dương Dũng cứu gì vĩ mệnh, hiểu biết tình huống của hắn sau, tặng hắn một lọ thuốc trị thương, hơn nữa nói cho hắn, hắn có biện pháp giúp hắn báo thù. Dì vĩ nghe xong, quả thực liền cảm thấy buồn ngủ có người đưa gối đầu giống nhau, hắn đang muốn báo thù đâu, Dương Dũng cho hắn một cái ngọc bội, nói cho hắn một cái ngày cùng địa điểm làm hắn đi phụ cận trấn trên một gian kêu hoa dung nguyệt mạo song phấn cửa hàng tìm một cái kêu chân thọc vinh tiểu nhị nói cho hắn là được, Dương Dũng thậm chí trả lại cho hắn một con ngựa, làm hắn trời đi. Đến tưởng cái biện pháp lùi lại đại quân trải qua nguyệt gieo mạ thời gian, hiểu nhi nghĩ thầm, ngày thứ hai buổi sáng, sở hữu binh lính, bao gồm thượng quan Huyền Tuấn ăn qua cơm sáng sau đều đi tả. Tràng Minh thanh hết đợt này đến đợt khác, bọn lính chạy vào núi trốn đông trốn tây giải quyết cá nhân vấn đề. Hiểu Nhi ôm bụng cái thứ nhất chạy tiến cách đó không xa thợ săn kiến nhà tranh, đóng cửa cho kỹ, liền không cho những người khác tiến, sau đó trốn vào không gian phủng bụng cất tiếng cười to. Mười vạn binh lính ôm bụng nơi nơi tìm địa phương phương tiện trường hợp, thật sự quá đồ sộ, có chút người mới vừa giải quyết xong, một bên trói lưng quần một bên trở về đi, lưng quần cũng chưa cột chắc, bụng lại một trận phiên sơn đảo hải, lại chạy nhanh trở về chạy tới, toàn bộ buổi sáng, mỗi người ít nhất chạy mười mấy biến, tiêu chảy kéo đến chân đều mềm, hiểu nhi cũng bạch một khuôn mặt, hữu khí vô lực mà đi ra, cùng đại gia tụ ở bên nhau, cả tòa đỉnh núi đều có thể ngửi được mễ điền cộng vị, trên núi sở hữu động vật đều ghét bỏ mà chạy đi rồi, ngay cả mới vừa bay qua tới tưởng tại đây trên núi trên cây đặt chân chim nhỏ đều bị huân đến thiếu chút nữa từ giữa không trung rớt xuống, không ngừng phát phát cánh, nhanh chóng bay đi, hiểu nhi bóp mũi, có chút thuốc hối hận hạ đến quá mảnh, này đều sắp đem nàng chính mình huân hôn mê chương 367, xú đến thật sự chịu không nổi, đại gia nếu không tiếp tục đi phía trước đi thôi. Nơi này cũng quá xú. Hiểu nhi lấy ra một cái khăn vải che miệng lại mũi mới dám mở miệng nói chuyện, lấy khăn quá nương, chỉ có thể lấy khăn vải che lại, bọn lính nghe xong nàng lời nói, hữu khí vô lực mà trợn trắng mắt, đi. Ai không nghĩ đi a? À? Có thể đi được động sao, hôm nay cơm sáng sao lại thế này, thượng quan huyền tuấn bạch một khuôn mặt hỏi bếp nút ban đầu một lâm hổ lâm hổ lắc lắc đầu ta cũng không biết tối hôm qua cũng là ăn này đó a à, tối hôm qua cũng là ăn này đó thảo căng vỏ cây hổn ngao cháo đại gia không cũng đều không có việc gì còn có ăn thừa đồ ăn sao thượng quan huyền tuấn ôm bụng lại hỏi một câu con mẹ nó lại tới nữa lại bắt đầu bụng đau ta còn ăn thừa một chút có một sĩ binh giơ lên tay nói thượng quan huyền tuấn nhất chân hướng hắn đi đến, không hai bước, bụng lại có dời non lấp biển chi thế, hắn chạy nhanh quay lại đầu, hướng trên núi chạy tới, phốt. Hiểu nhi chạy nhanh che lại miệng mình, không cho chính mình tiếng cười tràn ra, thượng quan huyền tuấn rõ ràng nghe được kia nha đầu phá tiếng cười, tái nhật mặt đều biến đen, hắn một đời hoàng tử anh minh một sớm tận hủy hoại, nếu là bị hắn biết là ai làm, hắn nhất định phải chiên hắn da, chiếc hắn cốt. Thượng quan huyền hạo cũng nhịn không được cười, bất quá hắn trên danh nghĩa quân y đâu, hiện tại là hắn phát huy lúc, hắn đi qua đi cầm lấy kia chén cháo, cẩn thận nghe thấy một chút, không có thuốc sổ vị, đương nhiên không vị, hiểu nhi chính là chuyên môn trải qua gia công phường đi vị mới lấy ra tới, sau đó hắn lại cẩn thận nhìn vừa thấy này một chén thương hải một túc thảo căng vỏ cây cháo, phát hiện có đại hoàng, phan tả diệp bột phấn, hắn nhịn không được miệng vỡ mắng. Cái nào ngu xuẩn đem đại hoàng cùng phan tả diệp đều làm ra ăn, đại gia ngươi xem ta ta xem ngươi đại hoàng cùng phan tả dịp là cái gì bọn họ sẽ không phân a à. hành quân trên đường yêu cầu lên đường vì giảm bớt bọn lính gánh nặng lương thực mang đến không nhiều lắm một đường liền muốn dựa ngay tại chỗ lấy tài liệu tới làm ăn cho nên thông thường ăn đều là muối bỏ biển rau dại cháo hoặc thảo căn vỏ cây cháo giống nhau đều có tùy quân quân y giáo đại gia này đó thảo căn vỏ cây có thể đào tới ăn bọn lính phần lớn đều là quen thuộc nhưng có khi tính sai cũng không ngoài ý muốn ngẫu nhiên xuất hiện đi tả cũng sẽ có nhưng như vậy nghiêm trọng vẫn là lần đầu tiên chủ yếu là đại hoàng cùng phan tả diệp đều là mảnh dược hai người cùng nhau chân có thể không mềm sao con mẹ nó ai đào mau đứng ra xem lão tử đá không đá chết ngươi đúng vậy ai đào sai chạy nhanh ra tới ta bảo đảm không đánh chết ngươi chỉ đánh gãy ngươi một chân là ai chạy nhanh thừa nhận xem ta có thể hay không mỗi ngày đều uy ngươi ăn một cân đại hoàng mỗi người đều ở kêu gào kỳ thật đại gia trong lòng cũng có chút hư kêu đến càng lớn thanh tâm liền càng hư mỗi lần đều là trời tối cùng trời chưa sáng khi mới đào đồ vật ăn ai có thể xem đến cẩn thận a à, này đào sai rồi lại có cái gì kỳ quái muốn trách liền quái này phụ cận vừa vặn dài quá quá nhiều này đó đại hoàng cùng cái gì tả diệp hại bọn họ khó lòng phòng bị định viễn tướng quân thấy bọn lính như vậy phản ứng cũng cảm thấy bọn họ là chột dạ nhóm người này người nhất định là lung tung đào vài thứ tới ăn tới ứng phó một chút liền tính vì thế liền cho rằng này thật là ngoài ý muốn bất quá hắn cũng kéo đến chân mềm vô lực tự hỏi chính là hy vọng bọn họ có thể nhiều chờ thượng một ngày thật là đổ tám đời đại mốc này đi tả tới quá trùng hợp một ít thượng quan huyền tuấn phương tiện xong trở về đi một chân đạp lên một đống lá cây thượng mà lá cây dưới truyền đến mềm như bông cảm giác hắn đột nhiên thấy không ổn nhất chân vừa thấy thiếu chút nữa ói mửa. Lập tức gào rống, là ai con mẹ nó, phương tiện xong lấy lá cây cái, nào đó binh lính nghe xong người nào đó gào rống, sợ tới mức chạy nhanh cúi đầu, hắn chỉ là tưởng văn nhã một chút, thật sự, ai biết tướng quân như vậy xui xẻo, sẽ dẫm phân vận, thượng quan huyền hạo nghe xong hắn nói cùng tiếu ra tiếng, hiểu nhi cũng trực tiếp cười ha ha lên, cái khác bọn lính đều buồn cười, lại không dám cười to, chỉ có thể bội phục hiểu nhi không sợ chết can đảm tìm được rồi đi tả nguyên nhân, thượng quan huyền hạo khai dược, làm bếp nút ba người ngao chén thuốc uống lên, nghỉ ngơi hai cái canh giờ, đại quân mới khôi phục một chút nguyên khí, lại bắt đầu đi tới, hiểu nhi thấy không trung có một con ưng ở xoay quanh, liền biết thượng quan huyền giật đã an bài hảo, nàng lấy cớ như xí, trốn vào cánh rừng, đem ưng gọi xuống dưới, cởi xuống ống trúc lấy ra tờ giấy sau lại lần nữa trang một trương tờ giấy đi vào, diều hâu lại một lần bay lượn phía chân trời bởi vì trì hoãn mấy cái canh giờ đại gia bước chân còn có chút hư cho nên đi được không mau vốn dĩ dự tính hôm nay có thể thông qua nguyệt Giao mạ đại quân đến ngày mai mới có thể thông qua ở mọi người đều chuẩn bị hạ trại thời điểm có một sĩ binh tới báo tin thượng quan huyền tuấn thu được tin sau liền nói đại gia chạy nhanh ăn cái gì ăn xong rồi tiếp tục lên đường đêm nay chúng ta suốt đêm quá nguyệt gieo mạ tứ hoàng tử vì cái gì muốn suốt đêm quá nguyệt Giao mạ a à? chúng ta lương thảo lọt vào Tây Nguyệt quốc binh lính mai phục. Bổn đêm lo lắng Nguyệt gieo mạ cũng thiết có mai phục. Cho nên chúng ta nửa đêm trộn quá cốc, trong chốc lát lên đường khi, toàn bộ không cần dùng cây đuốc, con ngựa cũng nắm đi, bước chân phóng nhẹ điểm. Biết không, đại gia đều nổi giận, cư nhiên lại đoạt lương thực. Giảng buồn cười, đêm nay Nguyệt gieo mạ dị thường yên lặng, ngôi sao đều không đành lòng quấy rầy, tất cả đều núp vào, đêm càng ngày càng thâm, hàng khí càng ngày càng nặng tướng quân chúng ta đều đã đợi lâu như vậy mẫn trạch quốc đại quân như thế nào còn không xuất hiện nếu không chúng ta triệt phó tướng quỳ rạp trên mặt đất cảm giác cả người đều đông cứng tay chân cũng đã tê rần chờ một chút nguyệt giao mạ nhất dễ bị ám toán thượng quan huyền tuấn hành sự từ trước đến nay tiểu tâm cẩn thận nói không chừng sẽ tuyển ở nửa đêm trộm đi qua đạt lỗ vẫn cứ không buông tay đây chính là lấy một địch trăm lấy một địch ngàn cơ hội tốt liền tính làm hắn lại chờ thượng một ngày một đêm hắn cũng là nguyện ý. Theo đêm thâm nhập, hàng lộ càng ngày càng nặng, Tây Nguyệt quốc binh lính mai phục tại trên núi, thiếu chút nữa không đông lạnh thành băng côn. Chính là bọn họ sinh tồn hoàn cảnh vốn dĩ liền ác liệt, trung nguyên này khối đại thịt mỡ, đất rộng của nhiều, tài nguyên phong phú, bọn họ đã sớm tưởng chiếm cho riêng mình, ở nơi đó sinh sống, liền tính không thể toàn bộ chiếm cho riêng mình, chiếm một nửa cũng là tốt. Đêm hôm khuya khoắc là lúc, ở bọn họ đều cho rằng mẫn trạch quốc binh lính sẽ không lại trải qua là lúc, tí tách tiếng vó ngựa vang như tiếng trời truyền vào Tây Nguyệt quốc chúng binh lính lỗ tai, ngay sau đó mơ hồ có thể thấy được từng hàng màu đen bóng dáng đi qua, tới, Tây Nguyệt quốc các binh lính máu sôi trào đi lên, bọn họ gắt gao mà trừng mắt phía dưới hắc ảnh, mẫn trạch quốc người quả nhiên đủ gian trá, cư nhiên khuya khoắt mới quá cốc, may mắn bọn họ sức chịu đựng phi so thường nhân. Bằng không liền sai thất lần này rất cốt thời cơ đạt lỗ gắt cao trừng mắt phía dưới, đám người ảnh không sai biệt lắm chiếm mãn toàn bộ sơn cốc, hắn mới hạ lệnh, bắn tên. Lạc thạch. Hướng A. Đem mẫn trạch quốc đại quân bọc đánh. Giết bọn hắn một cái phiến giáp không lưu, mũi tên như mưa ti dày đặc, thật lớn cục đá, vẫn luôn đi xuống lăng, chương 368, sát. Ngay sau đó mai phục tại trên núi Tây Nguyệt quốc binh lính cũng hướng sơn cốc hạ phóng đi, mưa tên phi xuống dưới khi, mấy trăm điều bóng người một bên huy kiếm trắng đi bắn lại đây mũi tên nhọn, một bên phi thân nhảy lên, tránh đi lăn xuống tới cự thạch, đãi mưa tên cùng cục đá trận qua đi, tinh binh đôi tay đều dơ kiếm, về phía trước. Nhất kiếm một cái, nhất kiếm nhất kiếm thứ hướng dũng mãnh mà xông thẳng xuống dưới tay nguyệt quốc binh lính, bởi vì bọn họ xung lượng quá lớn, đều không cần dùng như thế nào lực, chỉ cần nhắm chuẩn đối phương yếu hại, kiếm liền nhẹ nhàng xỏ xuyên qua bọn họ thân thể nhưng tinh binh nhân số chung quy là thiếu, vẫn là làm rất nhiều binh lính đều thuận lợi lao xuống sơn, chỉ là lao xuống sơn cũng hảo a, à. không xuống núi còn đã kích không đến người sơn cốc hạ một chiếc xe đẩy, một chiếc xe đẩy người bù nhìn trên người đều cắm đầy mũi tên đi xuống hướng binh lính đi vào sơn cốc hạ chuẩn bị quá khai sát giới khi há hốc mồm này nên giết ai, này nên hướng ai chơi lấy một địch một trăm uy phong người bù nhìn sao vì sao phía dưới tất cả đều là dùng xe đẩy tay đẩy sắp hàng tốt từng hàng người bù nhìn mấy trăm mặt bàn xe vô số người bù nhìn có chút tây nguyệt quốc binh lính trong lòng còn tưởng các người bù nhìn không mệt sao trúng kế mau bỏ đi mau đạt lỗ thực mau liền phản ứng lại đây ở cái này trong sơn cốc nếu là hai đầu bị phá hỏng kia liền thật là chấp cánh đều khó phi tưởng triệt làm mộng đi đạt lỗ thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới. Vậy đừng trách ta. Lệ tướng quân mang theo một đám binh lính phong bế sơn cốc một đầu, đạt lỗ vừa định mang binh lính hướng một khác đầu hướng, thượng quan huyền tuấn đại quân đồng dạng đến, đem lộ phá hỏng, các tướng sĩ, cho ta sát. Mấy tháng đời trước thượng bị chém nhiều ít đau, các ngươi hiện tại liền cho ta gấp bội chém trở về, chúng ta hôm nay trước thu điểm lợi tức, chọn ngày đại chiến, thẳng đảo Tây Nguyệt Hoàng Long vì chết đi binh lính báo thù. Vì bá tánh báo thù, chết đi binh lính báo thù, vì bá tánh báo thù, Tây Nguyệt quốc binh lính, Tây Nguyệt nhân dân, mỗi năm no kinh gió cát, vật tư thiếu, mùa đông thậm chí không đồ ăn bọc bụng, sinh tồn hoàn cảnh, bức cho bọn họ không thể không chiến, vì tốt đẹp sinh hoạt, bọn họ dùng hết toàn lực, mẫn trạch quốc binh lính, bởi vì Tây Nguyệt quốc bực này giả mang hành vi, thủ tại chỗ này 10 năm không về quá một lần gia binh lính có khối người, thượng một hồi chiến càng là tử thương thảm trọng, tân thù thêm hận cũ, làm cho bọn họ đối Tây Nguyệt quốc binh lính hận thấu xương. Chết mà sống lại người chính là đem hai đời sức lực đều dùng hết tới giết địch, muốn sống sót. Ngươi phải so địch nhân càng ra sức, không đem Tây Nguyệt chó đi nghiền xương thành tro, thề không bỏ qua, mặc dù chính mình thiếu một chân, cũng muốn làm Tây Nguyệt cẩu nhiều ít một cái cánh tay, vì thế lại một hồi chiến đấu kịch liệt bắt đầu rồi. Tây Nguyệt quốc mang đến binh lính không nhiều lắm, hai tòa sơn cốc các hai vạn binh lính, Tổng cộng 4 vạn, đạt lỗ vốn dĩ cho rằng, bọn họ từ trên núi tổng cộng bắn hạ 4 vạn chi vũ tiễn, lăn xuống tới vô số cự thạch, mẫn trạch quốc này 10 vạn đại quân, liền tính không có toàn chết, ít nhất cũng chết hơn phân nữa, chính là hiện tại, hắn nhịn không được nhắm mắt. Quả thực không nở nhìn thẳng, hiện thực cùng tưởng tượng trên lệch quá xa khi, cũng chỉ có một cái từ tới hình dung, khi gọi là thảm không nở nhìn, đạt lỗ, để mạng lại lệ đại tướng quân đi tới đạt lỗ thân nhẫn, thủ hạ bại tướng, không nghĩ tới ngươi mệnh thật ngành, này cũng chưa có thể chết đi, thấy lệ đại tướng quân sống nhảy loạn xuất hiện ở chính mình trước mặt, đạt lỗ trong lòng kỳ thật là khiếp sợ, người này trên người bị chém mấy đao, lại trúng một mũi tên, này cũng chưa chết, mẫn trạch quốc y thuật khi nào đạt tới khởi tử hồi sinh trình độ, các ngươi này đó tây nguyệt cẩu, còn không có bản lĩnh lấy ta mệnh. Lệ đại tướng quân oán hận mà nhìn người này, cuồng vọng bất quá không nghĩ tới lệ đại tướng quân cũng có bực này tiểu nhân hành vi, quả thực quá gian trá. Cư nhiên bố cục gạt chúng ta, lệ tướng quân kinh bỉ cười nói, binh bất yếm trá. Chúng ta đây là lấy một thân chi đạo, còn tự một thân chi thân. Các ngươi không nhỏ người, lại như thế nào sẽ trúng loại này tiểu nhân chi kế, đừng nói nhảm nữa, để mạng lại đi, lệ đại tướng quân, nhắc tới trường thương, hướng hắn đâm tới, hai cái lại là một phen chiến đấu kịch liệt nguyệt giao mạ, xé tiếng chết, tiếng kêu rên, vang tận mây xanh, máu chảy thành sông, thiên dần dần mà sáng đi lên. Đương cuối cùng một người Tây Nguyệt quốc binh lính ngã xuống, mười vạn nhiều binh lính cùng kêu lên hoang hô, sợ tới mức trong rừng chim chóc, phát phát cánh, một đám một đám bay lên, hướng xa hơn địa phương bay đi. Trận này thắng lợi, rút cuộc làm bọn lính tìm mất đi sĩ khí, đem đạt lỗ đầu chó, treo cửa thành ba ngày. Làm biên thành các bá tánh giải giải hận, làm Tây Nguyệt quốc người, tâm tắc tắc. Lệ đại tướng quân gỡ xuống đạc lỗ thủ cấp, một chân đá xuống phía dưới thuộc, định viễn tướng quân nắm chặt nắm tay khẩn lại tùng, lỏng lại khẩn, gương mặt kia da suýt nữa không nhịn được. Lệ đại tướng quân thu hồi trường thương, đi vào định viễn tướng quân trước, định viễn tướng quân vội dơ lên đầy mặt vui mừng tươi cười ôm quyền hành lễ, may mắn đại tướng quân phúc lớn mạng lớn, không có chuyện, bằng không chúng ta tây bắt tướng sĩ rắn mất đầu, may mắn nhặt về một cái tiện mệnh mà thôi, bổn đem cũng cho rằng lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, lời này gì nói, ta còn tưởng rằng tướng quân thương là cố ý khuếch đại, đến tột cùng là ai cứu hắn mạng chó, ngẫu nhiên đến người tài ba trợ giúp, đạt được thần dược thôi. Hôm nay một trận chiến đem Tây Nguyệt 4 vạn binh lính toàn quân bị diệt chúng ta minh thượng hảo hảo làm thượng mấy chén, chúc mừng một chút, lệ đại tướng quân không nghĩ nói chuyện nhiều, chuyển khai đề tài, định viễn tướng quân có chút gian nan mà kéo ra tươi cười, gật đầu, đại tướng quân vì sao biết Tây Nguyệt Quốc hội mai phục tại này, đây cũng là bởi vì trời cũng giúp ta. Quân y tháng sau gieo mạ hái thuốc, phát hiện rất nhiều Tây Nguyệt Quốc bọn lính lén lút hành tung, vì thế liền trộn trở về bẩm báo, lục hoàng tử tự mình tiến đến thăm sáng tỏ tình huống, hắn liền suy nghĩ cái này mưu kế, may mắn quân y tháng sau gieo mạ hái thuốc, bằng không chúng ta đại quân liền thảm. Định viễn tướng quân ngoài cười nhưng trong không cười địa đạo, cũng không phải là đây cũng là bởi vì tây nguyệt quốc người đem chúng ta binh lính bị thương quá thảm thuốc trị thương thiếu bằng không quân y cũng không cần đi hái thuốc tây nguyệt quốc tám lần này là gieo gió gặp bão nhớ tới lương thảo cũng là vì tinh kỵ binh đi đi săn vừa khéo gặp gỡ tây nguyệt tặc tử kiếp lương mới không có làm lương thực lại bị đoạt lệ đại tướng quân cao hứng mà tiếp tục nói hiện tại là ông trời đều ở giúp chúng ta lần này đại chiến chúng ta tuyệt đối có thể đem tây nguyệt quốc đánh đến kêu cha gọi mẹ giết bọn hắn phiến giáp không lưu, định viễn tướng quân nghe xong lời này nhìn nhìn thiên, này ông trời cũng xen vào việc người khác đi lên sao, đúng rồi, các ngươi như thế nào như vậy muộn mới trải qua nguyệt gieo mạ, ta vốn đang cho rằng đêm nay có một hồi khổ chiến. Lệ đại tướng quân tính tính bọn họ hành trình, cảm thấy có chút chậm, lệ đại tướng quân nhắc tới việc này, định viễn tướng quân mặt rốt cuộc có thể yên tâm đêm đen tới, việc này không đề cập tới cũng thế, những cái đó nhảy ranh, đào cái thảo căng tự nhiên còn có loại sự tình này. Này về sau nhưng đến chú ý. Nếu là khởi binh trước ăn sai đồ vật, kia tuyệt đối sẽ toàn quân bị diệt a. À. Bất quá lần này các ngươi nhưng thật ra tiêu chảy kéo đến vừa vặn, định viễn tướng quân nghe xong lời này trong lòng tắc tắc, chương 369, phía trước ở đánh giặc, thượng quan huyền hạo mang theo hiểu nhi cùng cảnh duệ đi vào sơn cốc thượng quan chiến, thượng quan huyền giật đi vào ba người bên người, thấy hiểu nhi ăn mặc đơn bạc, hơi nhíu mày, cởi xuống chính mình áo choàng khoác ở hiểu nhi trên người thượng quan đại ca tới ấm áp hơi thở nháy mắt đem hiểu nhi vây quanh nàng quay đầu nhìn hắn một cái chỉ thấy hắn ăn mặc một thân màu bạc quần áo tuấn tiếu đến nhân thần cộng phẫn mấy năm nay người này trên người phóng xuất ra tới khí thế là càng thêm làm người không dung bỏ qua ân thượng quan huyền giật sờ sờ nàng đông lạnh đến đỏ bừng khuôn mặt đây là một cái trong lòng trang đại nghĩa cô nương vì đại nghĩa chịu khổ bị liên lụy cũng không sợ, sinh mệnh an toàn cũng không màng. Nếu không có nàng mật báo, bọn họ lúc này đây nhất định lại tổn binh hao tướng vô số, ngươi liền như vậy buông tha nha đầu này. Thượng quan huyền hạo thấy thượng quan huyền giật một chút trách cứ hiểu nhi đi theo đại quân tới chiến trường ý tứ đều không có, không thể hiểu được địa đạo, cái gì kêu liền như vậy buông tha ta. Ta đây là phạm gì sự? Ân. Hiểu nhi dùng sức dẫm quan huyền hạo một chân, nàng giúp người này không ít vội đi, hắn chính là như vậy báo đáp hắn. Xem nàng có dám hay không lại hướng hắn trong chén hạ thuốc sổ, kéo đến hắn quỳ xuống đất xin tha, thượng quan huyền hạo đau đến nhảy dựng lên, nha đầu, ngươi đây là ám hạ độc thủ, hạ độc thủ lại làm sao vậy? Nàng còn muốn hạ minh tay. Hiểu nhi vãn tốt nhất quan huyền giật cánh tay, dơ lên một mặt tính kế tươi cười, thượng quan đại ca, sự tình có nặng nhẹ nhanh chậm quốc gia an toàn cùng ích lợi là yêu cầu đặt ở đệ nhất vị. Ta vì cái gì muốn đi theo đại quân lại đây, việc này ta sau đó cho ngươi giải thích. Nhưng không thể không lần này ta giúp đại ân đúng không, ân. Thượng quan huyền giật nhìn nàng công công như trăng non, sáng ngời như trong trời đêm sao trời hai mắt cực cực đầu. Ta vì có thể giúp đỡ, không tiếc ủy khuất chính mình, nữ giả nam trang, thượng quan huyền hạo trừng lớn đôi mắt, ủy khuất. Nàng rõ ràng thích thú ăn cỏ căng nuốt vỏ cây, ăn ngủ ngoài trời hoang sơn giả lĩnh, chính là vì có thể giám sát địch nhân kịp thời mật báo. Thượng quan huyền hạo không thể hiểu được mà nhìn nàng trợn mắt nói dối, hắn lều trại đều làm nàng một người ngủ, nàng như thế nào liền ăn ngủ ngoài trời hoang sơn giả lĩnh, chính mình mỗi đêm đi cùng thượng quan huyền tuấn tể, vãn vãn bị người ghét bỏ, chính là nhị hoàng tử cùng tứ hoàng tử quá xấu rồi, một cái cố ý tùy quân, chính là vì xem hai ta náo nhiệt, thượng quan huyền hạo sờ sờ cái mũi, có như vậy rõ ràng sao? Thượng quan huyền giật nghe thấy hai ta này từ, mặt danh cảm thấy tâm tình hảo không ít, một cái bất an hảo tâm, cố ý làm khó dễ ta, an bài ta đi bếp nút ban. Ngày đầu tiên ta đôi tay đã bị nước sôi năng đến nổi lên bọc nước, ta trường đến lớn như vậy trước nay cũng chưa chịu quá như vậy trọng bị phỏng, thượng quan huyền giật nghe xong này nắm lên nàng đôi tay xem xét, chỉ thấy mềm mại không có xương đôi tay, trắng tinh như mỹ ngọc không tì vết, nơi nào có bị phỏng quá dấu vết, may mắn ta có mang dược tại bên người bằng không định lưu sẹo cho dù có dược lúc ấy cũng nhất định rất đau thượng quan huyền hạo nghe xong lời này căn cứ chết đạo hữu bất tử bần đạo tinh thần gật đầu nói đúng vậy ta khi đó đều khuyên tứ hoàng đệ kêu hắn đem hiểu nhi nha đầu an bài tại bên người chiếu cố miễn cho hắn bị những cái đó không có mắt cao lớn thô kệch ăn đậu hủ đi hiểu nhi bị cao lớn thô kệch ăn đậu hủ thượng quan huyền hạo ngươi đây là tưởng cấp bao nhiêu người kéo thù hận ai biết hắn không quan tâm, chính là muốn nha đầu ăn chút đau khổ, biết khó mà lui. Thượng quan huyền tuấn kém mấy mét xa liền đi đến bọn họ bên người, nghe xong thượng quan huyền hạo nói, lập tức dùng kinh công bay qua tới một phen bắt được thượng quan huyền hạo, thượng quan huyền hạo, ngươi thiếu tấu. Lúc ấy là ai cử hai chân duy trì, cứu mạng A, nha đầu. Ta tuyệt đối không có. Thượng quan huyền hạo vương đôi tay hướng hiểu nhi cầu cứu. Thượng quan huyền Tuấn đem thượng quan huyền hạo kéo xa, hai người chuẩn bị dùng nắm tay giao lưu cảm tình, hừ, liền như vậy bị bọn họ tránh thoát đi. Hiểu nhi nhìn xa xa lạc hoảng mà chạy hai người, bất mãn địa đạo, yên tâm, ta vì ngươi lấy lại công đạo. Thượng quan huyền giật nhìn hai người bối cảnh duệ, nguy hiểm mà hít hít mắt, cư nhiên dám để cho hắn nữ nhân bị thương, lá gan phì, về tới quân doanh. Thượng quan huyền giật liền điểm danh muốn hiểu nhi làm chính mình gã sai vặt, an bài chính mình cuộc sống hàng ngày sinh hoạt, quan minh chính đại mà đem Hiểu Nhi mang theo trên người. Thượng quan huyền hạo nằm ở chính mình lều lớn nội nhớ tới Hiểu Nhi ở trên núi lời nói, càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi. Nếu Nguyệt Giao mà chuyện đó là kia nha đầu báo tin nói, như vậy hại hắn chân đều mềm đi tả sự kiện tuyệt đối là kia nha đầu bút tích. Hảo A, tự nhiên liền hắn đều giấu dếm, đem hắn cũng hại thảm, hắn cuộc đời vẫn là lần đầu tiên tiêu chảy kéo đến chân mềm cũng chính mình ngày thường đối nàng đào tim đào phổi hảo, chỉ bằng hai người bọn họ quan hệ, kia nha đầu như thế nào nhẫn tâm, không được, khẩu khí này như thế nào đều không thể nhẫn. Thê nợ phu còn, nghĩ đến đây, hắn nhảy dựng lên, bước nhanh đi ra lều trại, mới vừa đi một mét có hơn, sau đó ngừng lại, một người đánh không thắng A, thượng quan huyền hạo quyết đoán lại quay lại phương hướng, đi kéo đồng minh. Lúc này Thượng quan Huyền Tuấn cũng nghĩ thông suốt trong đó mấu chốt, tức giận đến cắn răng, hắn một đời anh minh liền như vậy hủy trong một sớm, kia nha đầu tuyệt đối là báo hắn đem nàng ném ở bếp nút ban chi thù, hắn thề chỉ cần cho hắn biết là ai làm, hắn muốn đem người nọ đánh đến kêu cha gọi mẹ, đánh nữ nhân quá không phong độ, kia liền đánh hắn nam nhân, nghĩ đến đây, thượng quan huyền tuấn lập tức đứng lên, sải bước mà đi ra ngoài, vừa lúc gặp gỡ chạy tới thượng quan huyền hạo, hai người đều từ lẫn nhau trong ánh mắt, biết được đối phương ý tứ, quả thực ăn nhịp với nhau. Thượng quan huyền dật lúc này đang ở cùng Hiểu Nhi chơi cờ, tống cổ thời gian, thượng quan huyền dật một con hắc tử rơi xuống, liền giết Hiểu Nhi một tảng lớn. Hiểu Nhi trong lòng vô cùng buồn bực, nhà ai bạn trai không hiểu đến làm bạn gái, người này cũng quá khó hiểu phong tình. Thượng quan huyền hạo cùng thượng quan huyền tuấn hùng hổ đi đến, thượng quan huyền dật ngẩng đầu nhìn bọn họ liếc mắt một cái, liền minh bạch bọn họ cái gọi là chuyện gì. Hắn còn không có tìm bọn họ tính toán sổ sách đâu, bọn họ liền chính mình đưa tới cửa thật là bất việc chờ ta trong chốc lát thượng quan huyền giật buông trong tay hắc tử đứng lên hiểu nhi gật gật đầu đi thôi thượng quan huyền giật dẫn đầu đi ra ngoài thượng quan huyền hạo cùng thượng quan huyền tuấn xoay người đi ra ngoài trước đều hung hăng mà trừng mắt nhìn hiểu nhi liếc mắt một cái đây là nằm cũng trúng đạn nghĩ lại tưởng tượng hiểu nhi cũng minh bạch là chuyện gì đây là muốn chặt chém hiểu nhi chạy nhanh đứng lên theo đi ra ngoài đây là có hiện trường bản đánh võ điện ảnh phiến xem, vẫn là miễn phí. Hơn nữa chất lượng có bảo đảm, ba người đi vào thao luyện trong sân, Thượng quan Huyền Hạo cùng Thượng quan Huyền Tuấn liền dơ lên nắm tay triều Thượng quan Huyền giật huy đi, mới vừa né tránh Thượng quan Huyền Tuấn nắm tay, Thượng quan Huyền Hạo chân liền đi theo đá lại đây, mỗi một quyền, từng quyền sinh phong, mỗi một chân, chân chân hữu lực, thao luyện trong sân các binh lính cho rằng bọn họ chỉ là ở luyện võ, mọi người đều không đồng nhất bên cố lên hảo, cố lên, tướng quân cố lên, chương 370, thượng quan huyền giật lấy một địch hai, dùng song quyền địch bốn tay, thắng hạ trận này quyết đấu, thượng quan huyền tuấn sờ sờ bị tấu đau khóe miệng, nhìn thoáng qua bị đánh được yêu thích sưng mắt thanh thượng quan huyền hạo, giận sôi máu, nhị hoàng huynh, ngươi là heo chuyển thế sao, hắn quả thực tìm một cái heo đồng đội. Chính mình cử quyền, hắn nên lấy chân đi công kích hắn hạ bàn A, hắn cùng chính mình giống nhau cử quyền công kích thượng quan huyền giật chính diện bị thượng quan huyền giật hai tay nắm lấy bọn họ từng người một cái nắm tay đưa bọn họ hai cái mặt đối mặt dùng sức lôi kéo hai cái cái tráng va chạm ở bên nhau đau đến hắn thiếu chút nữa không có ngất xỉu đi bất quá lục hoàng đệ nội lực như thế nào tinh tiến nhiều như vậy bị hắn nắm lấy chính mình nắm tay sau cả người đã bị hắn thâm cố loại tình huống này là hai bên nội lực quá cách xa mới có thể xuất hiện ta là heo chuyển thế vậy ngươi nhất định là heo vương chuyển thế ngu xuẩn tổ tông thượng quan huyền hạo không cam lòng lạc hậu mà tổn hại trở về thật sự tựa như hiểu nhi nha đầu nói giống nhau không sợ đối thủ mạnh như thần liền sợ đồng đội ngu như heo này heo đồng đội toàn là xã chính mình chân sau biết rõ chính mình suốt đời tinh lực đều dùng ở y thuật thượng võ nghệ là mấy huynh đệ trung nhất không tinh tiếng, còn không biết phối hợp chính mình chính mình đánh phía trước hắn nên tấu mặt sau a à dĩ vãng chính mình cùng thượng quan huyền dật đánh cũng không có thua đến thảm như vậy người không có bản lĩnh phải có người có bản lĩnh phối hợp chính mình trên đời này trừ bỏ thượng quan huyền hạo có thể như vậy đương nhiên cho rằng ngoại cũng không ai tướng quân hai đối một cư nhiên thua bọn lính đều tỏ vẻ không thể hiểu được sau đó lại dùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía thượng quan huyền dật lục hoàng tử võ nghệ đến có bao nhiêu cao a một người đối hai gã cao thủ đều có thể thắng xuống dưới dương dũng xem đến ánh mắt lóe lóe hắn là thật không nghĩ tới lục hoàng tử võ nghệ như thế tinh vi cao thâm. Chỉ sợ cùng chính mình sàng sàng như nhau, lục hoàng tử một ngàn danh thân binh, nghe nói mỗi người đều là võ nghệ cao cường hạng người, lúc này đây toàn bộ xuất động, rừng rậm kiếp lương thất bại, nguyệt giao mã đánh lén thất bại, đều là bởi vì thượng quan huyền giật người trong lúc vô ý phát hiện, đây là trùng hợp, vẫn là bọn họ đã bại lộ, dương dũng lắc lắc đầu, ba mét trong vòng nếu là có người gần người, hắn chính là ngủ say đều có thể cảm ứng được, càng đừng nói bị người nhìn trộm, cho nên không có khả năng bại lộ. Đạt lỗ thủ cấp treo ở trên tường thành ba ngày, mỗi ngày đều có bá tánh tới chỗ này ném xú giày rách, xú vật, bát chó đen huyết cùng bát nước rửa chân, vật tư thiếu, trứng gà không hư liền bị người ăn xong rồi, cho nên không có trứng thúi ném, vì phương tiện các bá tánh hả giận. Đạt lỗ thủ cấp cũng không quải quá cao, đại bá tánh ra xong khí sau, liền trực tiếp trang hảo phái người đưa đi cho Tây Nguyệt Quốc Khả Hãn. Tây Nguyệt Quốc Khả Hãn mở ra sau, đầu tiên là buồn nôn, theo sau tức giận đến thiếu chút nữa không đem toàn bộ cung điện hủy đi, thề muốn bắt lấy lệ đại tướng quân cùng thượng quan huyền tuấn thủ cấp, đưa đến mẫn trạch quốc, quốc quốc quân trong tay. Mẫn trạch quốc đại quân đã tới rồi, chiến tranh liền lửa xém lông mày, bị trộm lương thực yêu cầu cướp về, bị đoạt hài tử yêu cầu ôm trở về, thao luyện trong sân, mỗi ngày đều có không ít binh lính ở diễn luyện, thượng quan huyền giật, Thượng quan Huyền Tuấn cùng vài vị tướng quân, phó tướng, mỗi ngày buổi tối đều phải nghiên cứu cùng Tây Nguyệt quốc trận này muốn thế nào đánh. Buổi tối thương lượng bài binh bố trận Việt, Bạch Thiên luyện binh, trận pháp trải qua vài vị tướng quân thương nghị sau, nhất trí thông qua dùng cải tiến quá nhị long ra thủy trận. Nhị long ra thủy trận bài binh bố trận đồ lại lặng yên không một tiếng động mà chảy vào Tây Nguyệt quốc khả hãng trong tay. Tây Nguyệt quốc khả hãng đem vài vị tướng quân cùng quân sư đều triệu hoán đến trong đại điện, thương lượng phá trận phương pháp tây bắc gió các giống vừa mới mài dũa tốt phong đao, quát người đến lợi hại, hiểu nhi bởi vì tự thân có chứa không gian nguyên nhân, làn da vẫn luôn đều không cần bảo dưỡng liền thủy nộn ướt ác, nhưng là tới nơi này không lâu, bảo kinh phong sương sau, liền có chút khô ráo dục nứt ra, có đôi khi rửa mặt đều có điểm sinh đau, làm nàng sớm muộn gì cũng không thể không bắt đầu làm khởi làn da hộ lý tới, làm xong hảo hộ lý, một lần nữa tốt nhất trang sau, nàng liền mặc tốt y phục dạ hành, nằm ở trên giường chờ cùng thượng quan huyền giật ước định đã đến giờ tới. Nguyệt Hắc Phong cao hết sức, hiểu nhi tránh đi mọi người tai mắt, đi tới trong chóng lĩnh. Thượng quan huyền giật không nói gì, lôi kéo tay nàng, đem nàng kéo hướng chính mình, thuận thế ôm vòng lấy nàng eo, liền thi triển khinh công rời đi. Hai người bay nhanh đi vào Tây Nguyệt quốc quân doanh, một gặp gỡ binh lính tuần tra liền trốn vào không gian. Bọn lính đi qua đi sau, lại từ trong không gian ra tới, tiếp tục đi tới, như thế lặp lại, rốt cuộc đi tới Tây Nguyệt quốc kho lúa, lại có một đám binh lính đi qua, hắn giống như nghe thấy được mở khóa thanh âm, hắn cảnh giác mà ngừng hạ, ta giống như cảm giác được kho lúa bên kia có người. Ta nghe thấy mở khóa thanh âm, tuần tra binh lính nghe xong, sắc mặt biến đổi, chạy nhanh chạy tới, chỉ thấy khóa cửa vẫn là hảo hảo ở bên ngoài khóa, một chút bị người động quá dấu vết cũng không có, tuần tra binh lính đều nhẹ nhàng thở ra, này khóa không phải không khai sao, này phụ cận cũng không có người nhất định là ngươi nghe lầm tên kia binh lính duỗi tay gãi gãi tóc chẳng lẽ thật là chính mình nghe lầm ta cảm thấy ta không nghe lầm a à? khi chúng ta lại xung quanh nhìn xem kho lúa đối bọn họ quá trọng yếu bọn họ tình nguyện nhiều đi vài bước lộ cũng không muốn bởi vì chính mình khuyết điểm làm kho lúa lương thực xuất hiện ngoài ý muốn hai nước giao chiến sắp tới quân địch phái người tới thiêu kho lúa nhiễu loạn quân tâm sự cũng là thường có hiểu nhi mở ra kho lúa phía sau cửa liền lắc mình đi vào Thượng Quan Huyền giật ở ngoài cửa khóa kỹ môn cũng lập tức vào không gian. Hiểu Nhi nhất niệm chi gian liền đem toàn bộ kho lúa lương đều thu vào không gian. Thượng Quan Huyền Vật ở bên lính trời đi sau cũng lập tức ra không gian, mở ra kho lúa môn, làm Hiểu Nhi ra tới, sau đó lại nhanh chóng khóa lại. Hai người như thế qua lại ba lần, liền đem Tây Nguyệt quốc ba cái kho lúa lương thực, thần không biết quỷ không hay dọn không xong. Hiểu Nhi ở cuối cùng một cái kho lúa còn ác thú vị mà để lại mấy chữ Tề Thiên Đại Thánh sau này một du. Hai người rời đi kho lúa sau liền đi cứu những cái đó bị đoạt tiểu hài tử. Bị đoạt tiểu hài tử còn đều ở khóc nháo không ngừng, cho nên đều là nhốt ở cùng cái địa phương từ thị nữ cùng một ít phụ nhân chiếu cố, nhưng là cũng là có hầu binh gác. Trải qua thời gian dài như vậy, ngày ngày khóc nháo hài tử cũng không dám khóc, bọn họ đều bị đánh sợ chiếu cố bọn họ thị nữ cùng phụ nhân đều truyền ra thô thiển không đồng nhất tiếng hít thở đứng ở ngoài cửa thủ vệ thị vệ cũng ở ngủ gà ngủ gật hiểu nhi lặng lẽ dùng ống trúc thổi phù một ít khói mê đi ra ngoài hai cái thị vệ mới vừa ngửi được một ít mùi lạ liền cảnh giác tỉnh lại còn không có tới kịp kêu cứu sử ngã xuống thượng quan huyền giật nhanh chóng tiến lên đem người đỡ lấy đem hai người đỡ lấy không cho bọn họ ngã xuống hiểu nhi đi vào đem mê choáng hài tử thu vào không gian hai người nhanh chóng rời đi hai người vừa mới chạy ra quân doanh không lâu, tuần tra thị vệ liền phát hiện thủ vệ hai cái thị vệ trạng huống không đúng, đến gần vừa thấy, bên trong hài tử toàn đã không có, nha hoàng bà tử kêu đều kêu không tỉnh, kho lúa. Vừa rồi ở kho lúa ngoại nghe thấy mở khóa động tỉnh người kêu to ra tiếng, rất nhiều hầu binh hướng kho lúa chạy đi, chương 371, Tây Nguyệt doanh nổ tung nồi, kho lúa lương một cái đều không có, cướp về hài tử cũng tất cả đều không thấy, nhiều như vậy lương thực, tựa như hư không tiêu thất giống nhau cái gì dấu vết đều không có lưu lại thật là thấy quỷ tây nguyệt quốc khả hãng bị người quấy rầy thanh mộng nghe thấy kho lúa lương thực hư không tiêu thất hài tử cũng tất cả đều không thấy tức giận đến tương lai báo người kéo đi ra ngoài ngay tại chỗ tử hình trong điện cung nga chạy nhanh quỳ xuống tây nguyệt quốc khả hãng dưới mặt đất đi tới đi lui cái gì kêu hư không tiêu thất nhiều như vậy lương thực như thế nào trống rỗng tin tức này đó lương thực lúc ấy bọn họ là phái ra nhiều ít binh mã mới cướp về, yêu cầu đem nhiều như vậy lương thực chở đi, một chút động tĩnh đều không có, đây là sao có thể làm được đến sự, mặc dù có thể vô thanh vô tức chở đi, cũng tuyệt đối không có khả năng là một sớm một chiều sự, khả hãng hoài nghi chính mình quốc gia xuất hiện nội quỷ, bất quá, bất luận là ai trộm đi, đoạt, hiện tại liền đi đoạt lấy, đem bị trộm đi đều phải cướp về, đại chiến trước tập hợp giác hào tiếng vang lên kho lúa lương đều không có, bụng rỗng Tây Nguyệt quốc binh lính bụng cũng vang lên giác hào thanh. Tây Nguyệt quốc khả hãn điều chỉnh tốt tâm tình sau, đứng ở điểm binh trên đài, cấp bọn lính ủng hộ sĩ khí, kho lúa lương một viên đều không có. Đại gia nếu là tưởng không đói bụng bụng nói liền chịu đựng đói khác, liền dùng hết toàn mệnh đem mẫn trạch quốc binh lính đánh đến hoa rơi nước chảy, vì trong nhà thê nhi không hề nhai đói chịu đông lạnh, không hề bảo kinh phong sương, chúng ta lần này cần đoạt được một thành trì không chết không ngừng, đoạt được thành trì. Không chết không ngừng. Bọn lính lập tức hưởng ứng, trời sáng hết sức, giác hào tiếng vang lên, đại chiến bạo phát, lôi tiếng trống vang lên, mẫn trạch quốc binh lính ứng chiến, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, Tây Nguyệt quốc binh lính về phía trước phóng đi, nhị long ra thủy trận là trong trận ẩn hai con rồng, binh chia làm hai đường, thượng quan huyền tuấn lãnh trong đó một con rồng, lệ đại tướng quân lãnh đệ nhị con rồng, trong khi giao chiến, đương binh lính đi vị thành công, làm long thành hình, như vậy đã kêu nhị long ra thủy. Nhị long ra thủy uy thế tăng nhiều, thế không thể đỡ, nếu là làm nhị long giao hợp, kia liền thật là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, không người có thể trắng. Không gì địch nổi, bách chiến bách thắng, mỗi cái trận đều có phá giải biện pháp muốn phá này trận liền yêu cầu ổn định nhị long. Đầu tiên không thể làm trong đó một cái thành hình, bất hạnh thành hình cũng không thể làm cho bọn họ giao hợp, nếu giao hợp, binh bại liền như núi đảo, vô phá giải biện pháp. Nếu muốn làm này trận không thể thành trận, liền yêu cầu một cái võ nghệ cao cường người, ở nhị long trung gian trái tim vị trí, tấn mảnh chém giết hắn vận chuyển đi ra ngoài mới mẻ máu, sử hai long vô pháp thành hình, gió cắt khởi, đao quan kiếm ảnh này khởi bỉ lạc, thượng quan huyền giật đứng ở tối cao thành trì thượng, một tay cầm lệnh kỳ múa mây, một tay cầm giác hào chỉ huy toàn cục, hiểu nhi đứng ở hắn phía sau giả thành một cái bảo hộ hắn thị vệ quan chiến những người này thật là dùng huyết nhục chi thân đi thủ vệ núi sông, trận dần dần thành hình, Tây Nguyệt quốc đại tướng quân Y An lấy một địch mười, ở vào hai long trung gian tấn mảnh chém giết, thượng quan huyền tuấn cùng lệ đại tướng quân đều bị mười mấy tên cao thủ cuốn lấy, đối Y An vô gần hơn thân, mắt thấy nhị long thành hình thất bại, thượng quan huyền tuấn cao giọng hô to, ai chém giết Y An, bổn đem thưởng hoàng kim trăm lượng, Y An nghe xong lời này nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, bên váo tự đắc nói, trăm lượng hoàng kim liền tưởng lấy lão tử mệnh. Lão tử không chỉ có riêng giá trị trăm lượng hoàng kim, Dương Dũng sắm vai định viễn tướng quân một bên giả ý giết địch, một bên dụng tâm lưu ý bốn phía tình thế, hắn cảm thấy không thích hợp, thực không thích hợp. Thượng Quan Huyền Dật thân ở chỗ cao, y an ở vào hai long trái tim chỗ, hắn không có khả năng không có phát hiện, người nọ tài bắn cung chính là thiện xạ. Thân ở chiến trường hắn, thấy không rõ toàn bộ thế cục, nhưng hắn xưa nay thông minh, thực mau liền phát hiện không đúng rồi. Tây Nguyệt quốc binh lính giết địch cảm giác càng ngày càng gian nan, mà mẫn trạch quốc binh lính lại dần dần thế như trẻ tre, duệ không đỡ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua đứng ở chỗ cao Tây Nguyệt sư, chỉ thấy hắn múa may lệnh kỳ, có chút rối loạn kết cấu, song long lại hóa song long, bọn họ đây là trúng kế, hộ vệ thành hình mấy ngàn tinh binh mới là chân chính long, long thân đã thành, long đuôi còn xa sao địch thiệu duy cùng lệ minh phương chỉ huy nhị long chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở nhanh chóng mở rộng chân chính nhị long rốt cuộc thành hình thành công hơn nữa càng ngày càng lớn mạnh sát thượng quan huyền vật buông lệnh kỳ thanh lãnh hơi mang từ tính thanh âm như mũi tên rời dây cung bắn trúng mỗi người trái tim mẫn trạch quốc binh lính trong lòng đều là chấn động khí huyết mãnh liệt mênh mông cùng kêu lên phụ họa sát hồng vang thanh âm chấn động thiên đình lúc này Tây Nguyệt quốc binh lính mỗi đi tới một bước, đều là hướng tử vong bước vào một bước, ở Tây Nguyệt quốc tre và măng mọc trung, bọn họ từng bước từng bước ngã xuống, triệt. Mau triệt. Y An thấy quân sư không ngừng múa may lệnh kỳ, làm ra lui lại chỉ lãnh la lớn, trúng kế, bọn họ trúng kế, tái chiến đi xuống, bọn họ phải toàn quân bị diệt, Tây Nguyệt quốc tiếp tục đi phía trước hướng binh lính, nghe xong lời này chạy nhanh xoay người trở về chạy tới. Sau đó lớn tiếng nói cho mặt sau người, Triệt, mau bỏ đi. Không cần lại về phía trước, sau có nghe được lời này Tây Nguyệt Quốc binh lính sôi nổi lui lại, truy. Một cái đều không thể lưu. Lệ Minh Phương mắt thấy liền có thể đem bọn họ sát cái phiến giáp không lưu khi, bọn họ cư nhiên chạy trốn chạy nhanh hạ lệnh nói, từ từ. Giặc cùng Đường mặt truy. Địch Thiệu duy lớn tiếng chạy nhanh ngăn cản, thả hổ về rừng, hậu hoạn vô cùng. Lệ Minh Phương một kẹp bụng ngựa đuổi theo mười mấy tên thân tính kim hộ vệ chạy nhanh đuổi kịp, địch thiệu duy tức giận đến tưởng bóc chết kia nữ nhân, các ngươi đừng truy, ta đi kêu lệ phó tướng trở về. Địch thiệu duy đối phía sau binh lính nói, sau đó cắn răng một cái, đơn thương độc mã chạy nhanh đuổi theo đi, Tây Nguyệt quốc binh lính chạy trốn phương hướng chính là sa mạc mảnh đất. Nơi đó lưu sa trong thời gian ngắn thiên biến vạn hóa, nơi đó mới là Tây Nguyệt quốc người chân chính quen thuộc địa bàn, nơi đó là Tây Nguyệt người trong nước thiên đường, lại là bọn họ địa ngục, thượng quan đại ca. Không thể truy. Chạy nhanh gọi bọn hắn trở về. Hiểu nhi phát hiện lệ minh phương cư nhiên đuổi theo Tây Nguyệt đào binh, hô to ra tiếng, xem thời tiết này, gió to đem khởi, những cái đó lưu động cùng các là ẩn hình sát thủ, có thể đem người sống sờ sờ vây chết ở trong sa mạc, thượng quan huyền giật thổi lên giác hào, muốn may lui lại mệnh lệnh. Lệ Minh Phương trong lòng kia cổ khí còn không có phát tiết xong đâu, dứt khoát đi trước, lệ đại tướng quân chém giết một người Tây Nguyệt phó tướng, quay đầu lại đi lạnh giọng quát, Minh Phương mau trở lại. Giặt cùng đường mạc truy, đáng tiếc hắn thanh âm, lệ Minh Phương đã nghe không thấy, vết đỏ cả mắt rồi nàng, nghe thấy được cũng đương không nghe thấy, thượng quan huyền giật muốn thả người hướng nhảy xuống, hiểu nhi kéo lại hắn góc áo, ánh mắt kiên định, ta lại đi, thượng quan huyền giật không có do dự vãn trụ nàng eo, thả người nhảy xuống. Dừng ở tường thành biên hắn mã trên lưng ngựa, chạy nhanh đuổi theo qua đi, bảo hộ hảo thành trì. Ta đuổi theo bọn họ trở về. Thượng quan huyền giật đối thượng quan huyền tuấn cùng lệ tướng quân lưu lại lời này liền dục ngựa tiến lên, chương 372, Y An mang theo hơn hai vạn binh lính nhanh chóng chạy vào sa mạc, đại gia tách ra đi. Hắn nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Nghe xong lời này bọn lính liền phân mấy đội hướng bốn phương tám hướng bỏ chạy đi, lệ minh phương đuổi sát Ian kia một chi đội ngũ mà đi, y an cố tình mang theo lệ minh phương chạy ngược chạy xuôi lẫn lộn nguyên lai phương hướng thượng quan huyền giật cùng hiểu nhi đuổi theo lại đây khi đã nhìn không thấy bọn họ thân ảnh chỉ có thể dựa dấu chân theo dõi phong dần dần mà bắt đầu thổi bay tới cưỡi ngựa bọn họ cũng càng đuổi càng xa dần dần phong càng lúc càng lớn y an bọn họ đoàn người lưu lại dấu chân lập tức liền bị gió to thổi bay hạt các sở che khuất trước mắt một mảnh tế sa hình thành hoàng sương mù y an quay đầu nhìn thoáng qua lệ minh phương, lộ ra một cái tà mị tươi cười. Lệ minh phương trong lòng tức khắc sinh ra dự cảm bất hảo, quả nhiên, nàng mã trải qua nơi nào đó khi, phản phất lập tức liền dẫm không, nàng toàn bộ thân mình cùng mã cùng nhau đi xuống rớt, minh phương. Địch thiệu duy quát chói tai một tiếng, chạy nhanh thi triển kinh công, đem nàng xả đi lên, mà đi theo nàng phía sau mấy cái thân tính liền không như vậy may mắn, bọn họ cả người lẫn ngựa nháy mắt liền bị lưu sa sở cắn nuốt. Lệ Minh Phương thấy vậy, sắc mặt đều dọa trắng, đây là tình huống như thế nào? Địch Thiệu Duy ôm nàng, "Chúng ta nhanh lên rời đi nơi này, vùng này sa mạc quá quỷ dị, mà Y An bọn họ thân ảnh cũng đã biến mất, chính là bọn họ." Lệ Minh Phương nhìn một nơi sa mạc đất một đống xa, phản phất vừa rồi cái gì cũng không phát sinh giống nhau, "Ngươi cho rằng ngươi có thể đem bọn họ đào ra sao?" "Là ngươi đôi tay đào đến mau, vẫn là gió cát vùi lấp đến mau." "Không muốn chết ở chỗ này liền đi nhanh." Địch Thiệu Duy Sinh khí mà nổi giận nói, Lệ Minh Phương tốt xấu ở biên thành đã mấy năm, biết tưởng cứu ra bọn họ không có khả năng, hơn nữa dưới loại tình huống này là rất nguy hiểm, tiếp tục lưu lại nơi này cứu người, bọn họ cũng sẽ mất mạng, nàng hai mắt lập tức đỏ, đều là nàng hại chết bọn họ mấy cái, đó là cùng nàng vào sinh ra tử nhiều năm người a, à, ngươi biết đường sao? Địch Thiệu Duy thấy nàng như vậy chậm lại ngữ khí, sau đó xung quanh nhìn thoáng qua, Nguyên lai cùng các hình thái sớm đã không còn nữa tồn tại, lọc vào trong tầm mắt mãn nhãn là xa lạ cùng các hình thái, xung quanh đều là một trận một trận màu vàng xa sương mù, muốn dựa vào nguyên lai cùng các tìm được phản hồi quân doanh lộ, đã không còn nữa khả năng, hắn đối sa mạc không quen thuộc, phát sinh vừa rồi kia một màn cũng không dám tùy ý đi rồi, lệ minh quân nghe xong hắn nói bắt đầu khắp nơi đánh giá, ý đồ tìm được trở về phương hướng, người biết quân doanh phương hướng sao? nghe nói nam phương hướng cảm tương đối cường nói không chừng địch thiệu duy biết lệ minh phương đầy cõi lòng hy vọng địa đạo không biết địch thiệu duy hai tay hướng về phía trước một quán lắc lắc đầu biết hắn liền sẽ không hỏi nàng vừa mới tồn tại một ít đại cùng cát trong nháy mắt liền không có hắn dựa cái gì nhận lộ tính liền biết không có thể dựa vào ngươi lệ minh phương trong lòng khó chịu địch thiệu duy này vẫn là lần đầu tiên thấy sa mạc còn không bằng chính mình quen thuộc Địch thiệu duy trong lòng quả thực vạn mã lao nhanh, thật vất vả nữ nhân này yêu cầu dựa vào chính mình, thời khắc mấu chốt, hắn phương hướng cảm lại cũng rất dây xích, chính là thân ở sa mạc chính là như vậy, gió các đại khi, trong chớp mắt thế giới liền thay đổi, nơi nào còn phân rõ đông tây nam bắc, hắn tuy rằng chưa thấy qua sa mạc, điểm này thường thức hắn vẫn phải có, y an mang theo mấy cái binh lính trở về đi vòng vèo, dựa vào sa sương mù cùng cùng các che giấu, núp vào, xem bọn họ bộ dáng là lạc đường hắn kéo kéo môi, lộ ra một nụ cười lạnh, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngạnh muốn xông tới, vậy đừng trách hắn, y an cầm lấy cung tiễn, bên trái khóe miệng dương đi lên, lộ ra một cái tà ác tươi cười, đem mũi tên nhắm chuẩn lệ minh phương yếu hại thả đi ra ngoài, cẩn thận. Địch thiệu duy phát hiện có khác thường, quay đầu vừa thấy, lập tức nhào vào lệ minh phương bối thượng, vì nàng chặn lại một mũi tên cung tiễn nhập thịt đặc có thanh âm ở lệ minh phương mặt sau vang lên, nàng chạy nhanh xoay người lại, chỉ thấy địch thiệu duy phía sau lưng trúng một mũi tên, y an, ta muốn giết ngươi. Lệ minh phương thấy có mấy cái thân ảnh ở các vàng trung biến mất, muốn đuổi theo qua đi, đại tướng quân, chúng ta vì cái gì không nhân cơ hội đem hai tám giết, không cần lại làm điều thừa, gió to xa tới ngươi cho rằng bọn họ có thể tồn tại đi ra sa mạc. Chính là bọn họ không đi, tiếp tục lưu tại sa hồng, cũng là sẽ có tánh mạng nguy hiểm, địch thiệu duy giữ nàng lại, đừng đuổi theo, còn không có truy đủ sao. Giữ được trừng xanh thì sợ gì không củi đốt, người này như thế nào nhiều năm như vậy đều như vậy xúc động, vương tay kéo nàng, tác động bối thượng thương, địch thiệu duy đau đến mặt đều nhăn ở bên nhau, tuy rằng địch thiệu duy lời nói trung có trách cứ ý tứ. Nhưng lần này lệ minh phương rốt cuộc không có nói cái gì nữa lời nói khí địch thiệu duy, nàng cũng biết là chính mình xúc động cùng nhất ý cô hành hại hắn, hại đại gia, giúp ta đem mũi tên rút ra tới. Mũi tên cắm ở bối thường, hắn sẽ cho rằng chính mình dài quá cánh, ngươi điên rồi, không có quân y ở, sẽ đổ máu không ngừng. Lệ Minh Phương lại tức lại cấp, khi làm sao bây giờ, làm nó lưu tại trên người cũng sẽ cảm nhiễm, chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài cũng không biết. Địch Thiệu Duy nhìn thoáng qua bốn phía xa cảm thấy vô nại, Lệ Minh Phương nghe xong lời này mắt đều đỏ, đều là nàng làm hại không phải nàng ngạnh muốn truy lại đây hắn liền sẽ không trung mũi tên đại gia sẽ không phải chết nếu là liền hắn cũng chết ở chỗ này nàng làm sao bây giờ hảo ta trên người còn có dược mau bắt đi địch thiệu duy thấy nàng này phó biểu tình rốt cuộc không đành lòng an ủi nói lệ minh phương nghe xong lời này mới yên lòng nàng rốt cuộc không phải lần đầu tiên ban nhân rút mũi tên động tác thực lưu loát mà đem mũi tên rút ra viết theo mũi tên rút ra phun ra mà ra dược đâu mau lấy ra tới A. Lệ Minh phương mắt thấy máu chảy không ngừng, tức muốn học máu địa đạo, nghe xong lời này, địch thiệu duy cười khổ, nơi nào còn có dược, hắn mang đến dược, tất cả đều dùng để cứu mạng, hắn lại đã quên hỏi kia nha đầu lấy điểm tới phòng thân. Vốn định nàng đều tới quân doanh, muốn dược còn không dễ dàng sao, trực tiếp qua đi tìm nàng lấy liền được rồi, ai biết chính mình sẽ bị vây sa mạc, còn trung mũi tên như vậy xui xẻo ngươi lúc này còn nói hoảng gạt ta, ngươi là người sao? Thấy hắn này biểu tình, lệ minh phương thật muốn một chưởng đánh chết hắn. Đổ máu không ngừng chính là sẽ chết người. Hắn không biết sao, nàng chạy nhanh xé xuống tự mình xiêm y, vì hắn băng bó miệng vết thương, làm sao bây giờ? Đi không ra đi như thế nào vì, địch thiệu duy không đành lòng thấy nàng này phó đầy mặt ấy nấy lại chân tay lúng cúng bộ dáng, an ủi nói, chờ buổi tối ngôi sao xuất hiện, chúng ta có thể dựa vào bắt đầu thất tinh tới biện đường hướng, như vậy liền có thể đi trở về, lệ minh phương gật gật đầu, đây cũng là không biện pháp bên trong biện pháp, thượng quan huyền giật cùng hiểu nhi lúc chạy tới, địch thiệu duy bởi vì mất máu quá nhiều đã ngất đi rồi, lệ minh phương cổng hắn thăm một chân, thiển một chân gian nan mà đi phía trước đi, thượng quan hạ ca như thế nào lạp, là... hiểu nhi chạy nhanh chạy tới, chương 373. Thượng quan huyền giật nhảy xuống ngựa, thuận thế cũng đem Hiểu Nhi ôm xuống ngựa. Lệ Minh Phương thấy hai người, không rảnh lo lễ tiết, nóng vội mà dò hỏi, thiệu duy trung mũi tên, lục hoàng tử, duệ an huyện chủ các ngươi ai có mang thương dược trong người, hiểu nhi từ trong lòng ngực móc ra một cái cái chai, từ bên trong đổ một viên thuốc viên ra tới, lệ cô nương, ngươi trước đem địch đại ca buông xuống, ta trước uy hắn uống thuốc, hảo. Lệ Minh Phương tiểu tâm mà đem địch thiệu duy thả xuống dưới, làm hắn dựa vào chính mình trên người ta đến đây đi. Thượng quan huyền giật duỗi tay tiếp nhận hiểu nhi trong tay thuốc viên, cấp địch thiệu duy uy hạ, nhưng thật ra tiện nghi tiểu tử này, làm hắn cái này đường đường lục hoàng tử hô tôn hàng quý tự mình cho hắn uy dược, chính là không uy, làm kia nha đầu tới uy, hắn trong bụng có toan thủy mạo, chỉ có thể chính mình tiếp nhận tới uy, hiểu nhi không biết tâm tư của hắn, nàng lại từ trên ngựa cởi xuống một cái túi nước, đưa cho thượng quan huyền giật, thượng quan huyền giật đem túi nước nhận lấy, bắt lấy địch thiệu duy miệng đem thủy hướng hắn trong miệng đảo đi thủy theo ít hầu thoáng tiếng khí quản lập tức liền đem địch thiệu duy sặc tới rồi hắn kịch liệt ho khang lên đáng thương hắn bị sặc đến tỉnh táo lại bối thượng miệng vết thương càng đau thật vất vả hoảng lại đây hắn ủy khuất nói ta liền như vậy thiên nộ nhân quán sao đây là bắn bất tử ta tưởng sặc chết ta a à, cứu tỉnh ngươi thượng quan huyền giật đem túi nước thu hảo đứng lên địch thiệu duy thật là cảm tạ hắn dùng như vậy độc đáo phương thức đem chính mình cứu tỉnh, ngươi thế nào? Lệ Minh Phương thấy hắn rốt cuộc tỉnh lại, còn có tâm tình treo gẹo, dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống, khá hơn nhiều. Hắn hiện tại cảm giác được miệng vết thương thượng đau đớn chính một chút một chút chậm rãi giảm bớt, Lệ Minh Phương thấy hắn môi sắc cũng một chút một chút khôi phục huyết sắc, dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống, hiểu nhi vương tay, bắt một chút bị thổi loạn tóc đẹp, nàng phát hiện này tóc đỉnh đều dính một chút tế xa chúng ta mau rời đi này sa mạc đi, ta xem hôm nay sắc không thích hợp, chính là chỉ có một con ngựa, như thế nào mau, địch thiệu duy làm trọng thương bệnh hoạn, tự nhiên hưởng thụ tinh cấp đãi ngộ, cho nên này mã, nhường cho hắn cưỡi, đêm tối tựa như bước đi tập tỉnh lão giả, chính từng bước một thông thả đã đến, tới khi bất giác đã rời đi tại chỗ quá xa, chính là đi trở về đi đường xá, phía trước từ xa nhìn lại, trừ bỏ cát vàng, vĩnh viễn là cát vàng hiểu nhi cảm thấy còn như vậy đi xuống đi không phải biện pháp nàng không gian rõ ràng là có rất nhiều mã a vì cái gì không tìm một cái cớ lấy một con ra tới kỵ kỵ cái kia các ngươi ở chỗ này chờ một lát người có tam cấp ta đi đi liền trở về hiểu nhi ném xuống lời này liền chạy ra lo lắng nàng một người tránh ra không an toàn thượng quan huyền giật vốn dĩ tưởng đi theo đi chính là nàng là đi như xí chính mình đi theo rốt cuộc không thích hợp chỉ có thể nhắc nhở nói đừng rời đi quá xa có việc lớn tiếng kêu cứu, đã biết, ba người ngừng lại chờ Hiểu Nhi, như vậy đi Pháp, còn cần đi bao lâu mới trở lại quân doanh. Lệ Minh Phương hiện tại chính là lại đói lại khác, hừng đông phía trước là có thể tới rồi. Thượng quan huyền giật nhìn Hiểu Nhi rời đi phương hướng, đạm mạc như mặt nước đáp, còn có thủy sao. Địch thiệu duy thấy Lệ Minh Phương môi có điểm khô nước, phỏng chừng nàng là khẩu hãn đến không được, ngươi nói đi. Thượng quan huyền giật ánh mắt nhìn lướt qua hắn bụng, hỏi ngược lại, duy nhất một cái túi nước thủy, toàn vào người nào đó bụng, nơi nào còn có thủy, những không gian nhưng thật ra có, nhưng là lại là không thể lấy ra tới, không gian sự không thể lại có những người khác đã biết, Địch Thiệu Duy khó được mặt đỏ, hắn lúc ấy không biết có phải hay không mất máu quá nhiều duyên cớ, tóm lại cảm giác mau khác đã chết, lập tức liền đem toàn bộ túi nước thủy đều uống hết, ngồi trên lưng ngựa hắn hiện tại nhưng thật ra hết khác rồi, miệng vết thương cũng không đau. Chỉ là bọn hắn ba người nhất định thực khác đi, hiểu nhi rời đi có chút lâu, thượng quan huyền vật có chút lo lắng liền nói, ta đi đi liền hồi, hai người đều gật gật đầu, thượng quan huyền vật đi qua, mau tới gần một cái đại cùng các khi, liền mở miệng dò hỏi, nha đầu, hảo không, không có người trả lời, thượng quan huyền vật trong lòng một đốn, nha đầu, hảo không. Hắn lén lút rút ra phối kiếm, xuất khẩu ngữ khí không thay đổi, chỉ là cho rằng nàng không nghe thấy lặp lại hỏi nhiều lần giống nhau. Thượng quan huyền giật đi đường tốc độ cũng không có một chút ít thay đổi, nền bước giống nhau vững vàng, tề bước, phản phất dùng thước đo lượng quá giống nhau. Hắn góc áo bởi vì gió to thổi, nhẹ nhàng phiêu lên, góc áo vừa mới ở cùng các một thác đầu lộ ra tới, một cái có chứa móng vuốt xích sắc liền hướng hắn mặt câu lại đây. Thượng quan huyền giật toàn bộ thân mình hướng hữu một bên, tránh đi móng vuốt, đồng thời vương tay, kéo lấy xích sắt, dùng hết toàn lực lôi kéo, chuẩn bị đem đối phương lôi ra tới, chính là đối phương cũng không phải ăn chay, dùng nội lực chấn động, thượng quan huyền giật hổ khẩu đau nhức, hơi buông lỏng tay, xích sắt liền thu hồi đi, thượng quan huyền giật đi lên trước một bước chỉ thấy Hiểu Nhi vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, một người mặc màu đỏ rực quần áo nam tử chính đem kiếm đặt tại nàng trên cổ, Hiểu Nhi thấy thượng quan huyền giật nhìn về phía chính mình, trong mắt xoay chuyển, nhìn về phía bên người nàng một con ngựa, nha đầu này là bị điểm huyệt chỉ có trong mắt năng động, thượng quan huyền giật thấy Hiểu Nhi ánh mắt liền hiểu được, người này là phát hiện Hiểu Nhi có thể trống rỗng lấy ra một con ngựa tới, kêu nàng đem trên người nàng bảo vật lấy ra tới, ta liền buông tha nàng. Hồng Y Nam tử nói chính là Tây Nguyệt Ngữ, Hiểu Nhi nghe không rõ, thượng quan huyền giật nhưng thật ra nghe minh bạch, hắn nhìn thoáng qua hắn quần áo, còn có đai lưng, liền đoán được thân phận của hắn, nghe đồng Tây Nguyệt quốc nhị hoàng tử đam mê xuyên Hồng Y, võ nghệ cao cường, ái trộm mộ, ái nơi nơi tầm bảo, bất quá tiên có người biết hắn có một cái nhược điểm, ngươi là Tây Nguyệt quốc nhị vương tử, bất quá vô luận hắn là cái gì thân phận, hôm nay đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ai cho hắn biết nha đầu trên người có không gian nhẫn, ngươi biết ta thân phận. Khi càng tốt, thức thời kêu nàng nhanh lên đem trên người nàng bảo vật lấy ra tới. Ta liền tha các ngươi một mạng, đằng cách thấy thượng quan huyền giật cư nhiên có thể xuyên qua thân phận của hắn, hơi hơi kinh ngạc, bất quá như vậy càng tốt, vân pháp đại sư nhất định là đem trên người hắn không gian bảo vật cho nàng. Bằng không nàng sao có thể trống rỗng biến ra một con ngựa tới, nghe xong lời này, thượng quan huyền giật cười, cho ngươi cũng vô dụng, vì cái gì? Đằng cách nghe xong lời này không rõ nguyên do, bởi vì ngươi sắp đó là một cái người chết, nghe xong lời này, đằng cách cười to ra tiếng, cùng vọng tiểu tử, ta đây liền nhìn xem hôm nay rốt cuộc là ai chết, thượng quan huyền giật cười cười, sau đó ngón tay nhẹ nhàng ở ngón giữa thượng nhẫn không gian mơn trớn một cái một cái trắng độc liền từ thượng quan huyền giật trên tay nhẫn rơi xuống hướng đằng cách bò đi đằng cách thấy sắc mặt hơi hơi thay đổi hắn có một cái nhược điểm chính là sợ xà chính là việc này không có vài người biết a à. biết đến đều bị hắn giết hiểu như thấy đồng dạng mắt đều thẳng bất quá may mắn nàng không thể động lại là đưa lưng về phía đằng cách đằng cách mới không phát hiện nàng khác thường chương 374, bất quá lúc này đằng cách cũng bất chấp bi hiếp hiểu nhi, hắn cầm kiếm đem những cái đó sắp gần người xà, dùng kiếm khơi màu, cùng sử dụng nội lực đánh chết, xa xa vứt đi ra ngoài, thượng quan huyền giật nhanh chóng ở hiểu nhi trên người mổ hai cái huyệt vị, ném hai viên hòn đá nhỏ, nàng huyệt đạo liền giải khai, huyệt đạo cởi bỏ sau hiểu nhi lập tức liền lắc mình tiến không gian, thượng quan đại ca quá xấu rồi. Tự nhiên dùng chính mình nhất sợ hãi đồ vật tới cứu chính mình hiểu nhi vào không gian sau vỗ vỗ kinh hồn chưa định ngực thật là hù chết bảo bảo những cái đó xà vẫn là lúc trước hoàng gia săn thú tràn rắn độc sự kiện xà là nàng làm hoàng kim cự mãn đem chúng nó toàn bộ gọi ở bên nhau sau đó chuẩn bị làm hoàng kim cự mãn buổi tối đem những cái đó xà toàn bộ mang đi lý vân ninh trong phòng dọa nàng chỉ là sau lại biết nàng có thai mới từ bỏ muốn trả thù lý vân ninh không vội với nhất thời lý vân ninh trong bụng kia hài tử là nàng cả đời vết nhơ chứng kiến nói vậy hài tử sinh hạ tới, nàng mỗi ngày thấy đều sẽ cách ứng đến không được, lại nói kia hài tử là vô tội, nàng không nghĩ thương tổn vô tội một cái mạng người. Việc này nàng cùng Thượng quan Huyền Dật nói qua, không thể dọa trở về cảm thấy thực đáng tiếc, Thượng quan Huyền Dật liền nói đem những cái đó cho hắn, hắn hữu dụng, sau lại nàng liền đã quên việc này, đương nhiên về xà sự, nàng cũng không nghĩ khởi, đặt tưởng cố tình quên. Thượng quan Huyền Dật giúp Hiểu Nhi cởi bỏ huyệt đạo, Hiểu Nhi lóe tiếng không gian sau, liền nhanh chóng thứ hướng đằng cách, cùng lúc đó tránh ở nơi xa bảo hộ đằng cách hai gã thân tính, cũng lập tức liền xuất hiện. Bọn họ hàng đầu nhiệm vụ là đem những cái đó xà giết chết, hơn nữa muốn ném đến rất xa, đằng cách phản ứng thực mau, lập tức liền dùng kiếm chặn thượng quan huyền giật đã đâm tới kiếm, hơn nữa dùng nội lực dùng sức đẩy liền đem thượng quan huyền giật đẩy ra mấy bước xa, thượng quan huyền vật rời khỏi hai bước, liền ổn định thân hình hai gã hộ vệ thực mau liền đem những cái đó xà giải quyết địch thiệu duy cùng lệ minh phương lúc này cũng đuổi lại đây giết chết bất luận tội thượng quan huyền giật đối địch thiệu duy cùng lệ minh phương hạ lệnh vì thế tam đối tam lập tức liền khí thế ngất trời mà đánh nhau rồi đằng cách võ công rất mạnh không có xà tâm lý áp chế chiêu thức của hắn nháy mắt liền sắc bén mấy lần chiêu chiêu ngoan độc thẳng đánh yếu hại hơi có vô ý nhất chiêu mất mạng khi cô nương cư nhiên có thể hư không tiêu thất như vậy bảo vật quá nghịch thiên hắn nói cái gì cũng muốn được đến cho nên người này nhất định phải chết người này trên tay nhẫn hắn cũng nhất định phải muốn hắn tay trái chấp kiếm tay phải chấp xích sắt nanh vuốt hai người hỗ trợ lẫn nhau mau đến làm người phân không rõ hắn đến tột cùng ra chính là cái gì thượng quan huyền giật chiêu thức cũng càng thêm sắc bén nguyên bản chỉ dùng bảy thành công lực hắn cũng dùng hết toàn lực cả người khí thế nháy mắt liền thay đổi người này hắn tuyệt đối muốn chém sát tại đây bằng không hậu hoạn vô cùng. Thượng quan huyền giật thân mình về phía sau một khuynh, tránh đi xích sắc móng vuốt công kích, một tay dùng kiếm chống đỡ trụ thân thể, theo sau một chân liền đem đã đâm tới lợi kiếm đá bay. Ngay sau đó hắn tay phải dùng sức một áp thân kiếm, nương kiếm lực đàn hồi, nhanh chóng đứng lên, đồng thời dùng thân kiếm chặn bay ra đi kiếm, chui kiếm va chạm, đằng cách kiếm liền mang theo xé rách không khí giống nhau khí thế, hướng hắn bay đi, này nhất kiếm mang theo thượng quan huyền giật gần 10 thành công lực đằng cách là một cái tự phụ, hắn vốn dĩ tự nhận ở có thể sử dụng chân đạp thổ địa thượng, không có người võ cao so với hắn càng cao cường, tuy là như vậy, giờ phút này hắn cũng không dám dùng xích sắc ngăn lại này nhất chiêu, hắn nhanh chóng lắc mình tránh đi, lại vẫn là xem nhẹ kia kiếm tốc độ, bị nó sở mang nội lực hình thành lợi cắt gió đá bị thương cánh tay, kia miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt, thượng quan huyền giật không có lơi lỏng xuống dưới, ngay sau đó một cái lắc mình lại rút kiếm hướng đằng cách yếu hại đâm tới. Đằng cách nhanh chóng làm ra phản ứng dùng hết toàn lực dùng ra xích sắt, xích sắt móng vuốt cũng lấy xét đánh không kịp bưng tay tốc độ, mang theo thị huyết hơi thở hướng về phía trước quan huyền giật bay đi. Thượng quan huyền giật đem đâm ra đi kiếm nhanh chóng thu hồi, dùng sức chém về phía giống ma quỷ lợi trảo giống nhau ập vào trước mặt móng vuốt. Hai dạng vũ khí đều mang theo mạnh mẽ lợi khí, thượng quan huyền giật kiếm là hiểu nhi không gian thêm công phường xuất phẩm, chém sắc như chém bùng, cứng rắn trình độ thế gian lại vô cái khác đồ vật có thể địch nổi. Thanh một tiếng vang lớn, đằng cách xích sắt móng vuốt liền bị chặt đứt, đằng cách bị đàn hồi xích sắt hơi thở đánh cho bị thương, thân mình xa xa bay đi ra ngoài, ngã xuống cát vàng phía trên, hạt cát nháy mắt im chôn hắn nửa thanh thân mình, đằng cách lập tức bò lên, tùy theo một hơi huyết dâng lên mà ra, đầy mặt cát vàng hắn phi một tiếng, trống giận, tìm chết, thượng quan huyền giật cũng bị xích sắt nhanh vuốt lợi khí gây thương tích, thân thể về phía sau lui vài bước mới ổn xuống dưới, ngũ tạng lục phủ nóng rát đau, khoan miệng nội lập tức nảy lên một cổ tanh ngọt, hắn chính là nhịn xuống đi, thượng quan đại ca. Hiểu nhi ở trong không gian thấy vậy tình cảnh, nhịn không được hô to ra tiếng, thượng quan huyền giật làm như có cảm ứng giống nhau, lạnh giọng quát, không cần ra tới. Dứt lời đằng cách phi đao liền mang theo phá không chi âm hướng về phía trước quan huyền giật bay qua tới, thượng quan huyền giật đem kiếm vứt trời cao không, theo sau bay lên trời tránh đi phi đao, thân thể ở không trung xoay mấy vòng mới một chân đặng thượng chui kiếm đỉnh. Này nhất kiếm so vừa rồi kia nhất kiếm khí thế càng tăng lên, thân kiếm xẹt qua địa phương, không khí đều giống vạn vẹo giống nhau, tầm mắt xuyên qua này một không gian, thấy người cùng vật đều là vạn vẹo biến hình. Đằng cách ở thân kiếm buông xuống khi, hắn liền muốn né tránh, nhưng mà thân thể hắn, giống bị không khí cấm cố giống nhau, một chút cũng không thể động đậy chỉ có thể trơ mắt nhìn kia thân kiếm bạch quan chợt lóe, liền hoàn toàn đi vào hắn trong cơ thể, kiếm trung sở mang lợi khí, nháy mắt liền đem hắn ngủ tạng lục phủ chấn vỡ, hắn trừng lớn đôi mắt, đầy mặt không thể tin tưởng ngã xuống, địch thiệu duy đã giết chết một người hộ vệ, hiện tại đang cùng lệ minh phương cùng nhau đánh chết một khác danh hộ vệ, thực mau dư lại một người hộ vệ cũng ngã xuống, địch thiệu duy miệng vết thương còn không có hảo toàn đâu. Giờ phút này hắn thở hồng hộc hỏi, hiểu nhi nha đầu đâu? nàng không có việc gì ta làm nàng trốn đi chúng ta đi tìm tìm nàng nơi này lại nhiều một con ngựa dắt thượng tìm được nàng chúng ta lập tức rời đi hai người đều gật gật đầu nhiều một con ngựa thật là không thể tốt hơn hiểu nhi ở bọn họ đi ra không xa sau liền từ trong không gian ra tới nàng cố ý vòng qua một cái cồn cát giống như từ một cái khác hướng chạy hướng bọn họ thượng quan đại ca địch đại ca ta ở chỗ này Hiểu Nhi hướng về bọn họ chạy tới, ba người nghe thấy kêu gọi thanh quay đầu, địch thiệu duy thấy nàng tung tăng nhảy nhót bộ dáng nhẹ nhàng thở ra, nha đầu, ngươi không sao chứ. Ta vừa rồi không thấy ngươi, còn tưởng rằng ngươi bị Tây Nguyệt quốc người bắt đi rồi đâu, Hiểu Nhi lắc lắc đầu, không có việc gì, nàng lấy ra dược nhanh chóng đổ hai viên ra tới đưa cho thượng quan huyền Dật cùng địch thiệu duy, mau ăn xong đi, hai người cũng không có cự tuyệt, tiếp nhận thuốc viên trực tiếp nuốt vào, chạy nhanh đi thôi lại tại đây địa phương quỷ quái đã đi xuống không biết lại có chuyện gì đã xảy ra. Địch thiệu duy hiện tại là đối này phiến sa mạc phi thường chán ghét, vì thế bốn người sôi nổi thượng hai con ngựa, nhanh chóng rời đi, chương 375, bốn người rời đi sau đó không lâu, bọn họ vừa rồi đánh nhau địa phương đột nhiên sụp một khối địa phương, rất nhiều hạt cát không ngừng hướng sụp đổ địa phương chảy xuống đi, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh, thật lâu không có đình chỉ, địch thiệu duy hình như có sở giác, tưởng quay đầu lại đi xem một cái đến tột cùng phát sinh chuyện gì, không cần quay đầu lại, chạy mau. Thượng quan huyền giật ra tiếng ngăn cản, càng nhanh càng tốt. Hiểu nhi bổ sung nói. Nàng cũng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng là nàng biết có nguy hiểm, rất nguy hiểm. Địch thiệu duy nghe xong lời này trong lòng chấn động, một kẹp bụng ngựa, giá, giá, hai con tuấn mã, như mũi tên rời dây cung nhanh chóng về phía trước phương chạy tới động vật đối nguy hiểm bắt giữ chính là một chút đều không thể so nhân loại kém, hai con ngựa cũng là đem tốc độ đề cao đến cực hạn, nơi xa tia nắng ban mai bắt đầu sơ hiện, mà bọn họ cũng rốt cuộc đi tới sa mạc bên cạnh, thượng quan huyền giật một gìm ngựa cương, quay đầu ngựa lại cùng hiểu nhi cùng nhau hướng sa mạc bên kia phía chân trời nhìn lại, kim hồng ánh mặt trời từ tầng mây trung phun ra mà ra, nhiễm hồng thắp cao thấp phập phòng sa mạc, mỹ lệ cực kỳ. Lệ Minh Phương trở lại quân doanh sau liền chịu đòn nhận tội trái với quân lệnh giả nhẹ thì chịu hình ba mươi trượng trọng mới vừa trảm lập quyết lệ minh phương trên người cổng gai quỳ gối mười vạn binh lính trước mặt thỉnh cầu hãy thứ cho lệ đại tướng quân một phen đoạt được nàng bối thượng gai hướng trên người nàng hung hăng mà đánh tiếp huyết thực mau liền xuyên thấu qua nội y nhiễm hồng áo ngoài mấy cái mạng người bởi vì nàng không nghe quân lệnh không nghe khuyên can cứ như vậy trực tiếp không có lệ đại tướng quân xưa nay trị quân cực nghiêm hắn là một cái tự hạn chế tính rất mạnh người đối người ngoài như thế đối người một nhà càng là càng thêm nghiêm khắc vì binh giả cơ bản nhất tố chất là phục tùng tuyệt đối phục tùng thượng cấp mệnh lệnh đến nỗi đem bên ngoài quân lệnh có điều không từ nói đều là giả lời này có tác dụng tiền đề là ngươi đánh thắng lợi có thể lấy công để quá nhưng lệ minh phương không có cho nên hắn đánh lên lệ minh phương tới một chút thủ hạ lưu tình ý tứ cũng không có lệ minh phương hại chết tuy rằng là nàng thân tín những cái đó thân tính là lệ phủ hộ vệ, đi theo lệ minh phương tòng quân, chuyên môn bảo hộ nàng, địch Thiệu Duy lúc ấy ngăn trở bọn lính đi theo qua đi, cho nên nàng tuy rằng tội không thể thứ, lại không đủ để trảm lập quyết, nhưng vô tội sinh mệnh bởi vì nàng sai lầm mà làm ra vô vị hy sinh đây cũng là thiết tranh tranh sự thật, lệ đại tướng quân một gai một gai đánh tiếp, lệ minh phương quỳ gối nơi đó, cắn chặt răng, chính là một tiếng không hừ thừa nhận xuống dưới, thẳng đến nàng toàn bộ bối không có một chỗ hoàn hảo địa phương. Viết nhục mơ hồ, lệ đại tướng quân cũng không ngừng lại ý tứ. Địch thiệu duy nhìn không đành lòng, tưởng mở miệng ngăn cản. Hiểu nhi kéo lại hắn góc áo, đối hắn lắc lắc đầu. Hiện tại đi cứu nàng, kia phía trước đánh liền bạch nhai. Lệ đại tướng quân hôm nay không đem lệ minh phương đánh tới bọn lính tâm phục khẩu phục. Hắn về sau ở trong quân liền khó có thể phục chúng. Lại nói nợ máu trả bằng máu, người khác mệnh đều không có. Nàng chỉ là chịu chút đau xót kia không phải tính nhẹ sao. Đã làm sai chuyện nhất định phải muốn tiếp thu trừng phạt, Hiểu Nhi đối này là nhận đồng. Địch Thiệu Duy biết Hiểu Nhi ý tứ, đạo lý hắn đều minh bạch, vì thế hắn nhắm lại hai mắt, xem như không mắt thấy. Ở lệ đại tướng quân một côn côn hành hung dưới, lệ minh phương rốt cuộc duy trì không đi xuống, té xỉu, còn như vậy đi xuống liền thật sự ra mạng người. Bọn lính không nghĩ tới lệ đại tướng quân cư tư nhiên như vậy tàn nhẫn, đối chính mình nữ nhi cũng có thể đánh gần chết mới thôi. Việc này nếu là cái khác phó tướng phạm vào ngang nhau sai, cũng liền lãnh mấy chục quân trượng sự, lại là không đến mức muốn mệnh, với thượng bọn họ sôi nổi quỳ xuống tới vì lệ minh phương cầu tình, thẳng đến toàn bộ binh lính đều quỳ xuống tới vì nàng cầu tình. Lệ đại tướng quân lúc này mới từ bỏ, địch thiệu duy thở dài nhẹ nhõm một hơi, lệ minh phương cùng lệ đại tướng quân khoảng thời gian trước thân bị trọng thương, ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, đều là đạt lỗ cùng y an làm hại, nếu không phải chính mình mang theo dược kịp thời đuổi tới, như vậy bọn họ hiện tại đây là một bôi hoàng thổ. Nàng vội vàng tưởng chính tay đâm kẻ thù tâm tư hắn có thể lý giải, nhưng nàng quá không biết tự lượng sức mình. Không có thấy rõ tình thế, cuối cùng chỉ làm thân giả đau, thù giả mau, ở trong quân, kỹ dục muốn nghiêm minh, thưởng phạt muốn rõ ràng mới có thể phục chúng. Nói vậy lệ đại tướng quân là đánh vào nhi thân, đau ở nàng tâm, lệ đại tướng quân muốn lệ minh phương vĩnh viễn nhớ kỹ này huyết giáo huấn chỉ cho phép nàng dùng bình thường thuốc trị thương dưỡng hơn nữa đem nàng trục xuất quân doanh trong quân không cần không nghe lệnh giả răng đe cảnh cáo lệ minh phương hôn mê một ngày một đêm mới tỉnh theo sau lại ghé vào trên giường đau đến tam ăn khuya không thể ngủ mười ngày sau mới có thể miễn cưỡng xuống giường biết được chính mình bị trục xuất quân doanh không được lại tham dự chiến sự sau quả thực làm nàng sống không bằng chết quỳ gối lệ đại tướng quân trướng ngoại cả ngày cũng chưa có thể làm hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra cái này bọn lính lại lần nữa kiến thức đến lệ đại tướng quân trị hạ chi nghiêm, cảm giác sâu sắc thán phục, Tây Nguyệt quốc nào đó cung điện nội, cung bổng Tây Nguyệt quốc quốc vương cùng vương tử trường sinh đèn. Hôm nay sáng sớm đúng giờ lại đây thêm du hộ đèn tỳ nữ, phát hiện nhị hoàng tử trường sinh đèn tắt, nàng kinh hoảng thất thố mà chạy đi ra ngoài, không cách bao lâu, vu sư ở cung điện nội thiết đàn tác pháp, bói nguyên nhân chết, kết quả thẳng chỉ mẫn trạch quốc hoàng thất phương hướng. Tây Nguyệt Quốc Khả Hãn tức giận đến đem trong tay cái ly đều bóp nát, hắn buông lỏng tay, một đống bột phấn liền rớt xuống dưới, hắn quyết định ngự giá thân chinh, tự mình vì nhị nhi báo thù. Khi chính là hắn nhất lấy làm tự hào nhi tử, hắn là làm tương lai Tây Nguyệt Quốc trữ quân tới bồi dưỡng. Tây Nguyệt Quốc là một cường giả vì vương quốc gia, thân là Khả Hãn đằng luật chính là chiến thắng vô số cường giả mới lên tới lúc này trí, là nhưng nhẫn, thuộc không thể nhẫn. Tây Nguyệt Quốc lại một lần khởi xướng chiến sự, lúc này đây chiến trường ở sa mạc bên cạnh, hai binh giao chiến sắp tới, mấy cái thân xuyên toàn thân màu đen quần áo nam tử, cầm một cây cây sáo bắt đầu thổi lên. Kỳ dị âm nhạc vang lên, phản phất có thể nhiếp nhân tâm phách giống nhau, hiểu nhi cùng thượng quan huyền giật, thượng quan huyền tuấn cùng nhau, cưỡi ngựa đứng ở một tòa cùng các phía trên, những cái đó hắc y nhân thổi chính là cái gì khúc, có điểm tà. Khi khúc vừa mới truyền vào trong óc nàng có một giây đồng hồ hoảng hốt bảo vệ cho tâm thần lệ đại tướng quân to lớn vang dội thanh âm ở trong quân vang lên chúng binh lính trong lòng đều là chấn động sau đó liền từ hoảng hốt trung phục hồi tinh thần lại hẳn là trong truyền thuyết linh xà khúc thượng quan huyền giật trong lòng cười lạnh lần này bọn họ chính là tự đào phần mộ linh xà khúc dẫn xà xuất động tự động bày trận thiên biến vạn hóa thượng quan huyền giật bổ sung nói trong truyền thuyết linh xà trận ngàn xà xúc động, phàm nhập xà trận người, ảo giác lan tràn, ở ảo cảnh trung lẫn nhau giết hại lẫn nhau, thậm chí tự sát thân vong, do đó đạt tới không phế một binh một tốt bất chiến và thắng mục đích, này trận không phải đã thất truyền sao? Tây Nguyệt quốc người là thế nào biết đến? Thượng quan huyền tuấn nghe xong lời này trong lòng lại dị thường trầm trọng lên, hiểu nhi ở trong lòng hò hét, sưng sao nhất định phải chơi xà. Này còn có thể hảo hảo quan chiến sao, đem những cái đó hắc y nhân toàn giết, Đừng làm cho bọn họ dẫn xà xuất động. Địch Thiệu Duy cũng nghe nói qua linh xà trận, những cái đó hắc y nhân chỉ là cờ hiệu, chân chính thổi người là giấu ở chỗ tối. Lệ đại tướng quân lắc lắc đầu, chương 376, các huynh đệ, sát. Đừng làm cho Tây Nguyệt quốc người đem linh xà trận bố đi lên, xà là giấu ở các vàng dưới, như ẩn như hiện, nếu là dựa vào sát xà tới phá trận đó là không có khả năng, cho nên trận này mới không người thành công phá giải quá trừ phi tìm được phía sau màn thổi người tây nguyệt quốc khả hãng tướng lãnh kỳ vung lên chỉ về phía trước phương sát hai nước binh lính cùng nhau về phía trước hướng lẫn nhau xé sát lên quỷ dị thanh âm tiếp tục vang lên ở liền dạng nhạc khúc dưới hai bên xé giết được càng ra sức người sống lâu rồi thật là cái gì kỳ lạ chuyện cổ quái đều có thể gặp gỡ hiểu nhi trong lòng cảm thán tiểu hoàng này linh xà trận ngươi có thể phá sao hiểu nhi nhìn dưới mặt đất thượng Ngẫu nhiên sẽ có một chỗ địa phương nhanh chóng nổi lên, kia nhất định là xà ở hoạt động, chủ nhân không cần sợ hãi, làm kia xà trận bố đứng lên đi. Hoàng Kim cự mãn thanh âm ở Hiểu Nhi trong lòng vang lên, ta không có sợ a. À? Hiểu Nhi lập tức phủ nhận, không thể ở chính mình xà sủng thượng biểu hiện ra sợ hãi, tiểu hoàng điểm điểm đầu rắn, rất là nghiêm túc mà nói, chủ nhân lần này đích xác không như vậy sợ. Chỉ là vẫn là sợ mà thôi, Hiểu Nhi xà đều là như vậy thành thật sao? Nếu hoàng kim cự mãn kiến nghị đem xà trận bố lên, như vậy liền đại biểu nó đầy hứa hẹn pháp khống chế xà trận. Thượng quan đại ca, trong chốc lát chúng ta liền kiến thức một chút cái gì là chân chính linh xà trận. Thượng quan huyền giật nhìn nàng một cái, cười như không cười gật gật đầu, nha đầu này dám xem sao? Hiểu nhi, hắn này biểu tình là có ý tứ gì? Dễ cực chính mình sợ xà sao, một cái hai cái đều quá không phúc hậu, kỳ thật hiểu nhi không biết, đang nói khởi xà trận là lúc, nàng eo bản năng đỉnh đến càng thẳng. Theo nhạc khúc thanh tiếng vào, Tây Nguyệt quốc khả hãn lộ ra một cái thỏa thuê đắc ý tươi cười. Mẫn trạch quốc binh lính phản phất chúng ta giống nhau, bắt đầu đối với đồng liêu chém giết đi lên. Lệ đại tướng quân lập tức quát chói tai ra tiếng, đều cấp bổn đem thanh tỉnh một chút. Chỉ là ảo giác. Không cần sát sai người. Tây Nguyệt quốc khả hãn nghe xong lời này cười to ra tiếng, lệ đại tướng quân, đừng lao lực. Vô dụng, ha ha. Bọn họ không giết hại lẫn nhau đến cuối cùng một người ngã xuống liền sẽ không dừng lại, con mẹ nó, ta đi tìm kia phía sau màn thổi người ra tới. Di. Đây là tình huống như thế nào? Lục hoàng đệ ngươi xem. Ngươi mau xem. Thượng quan huyền tuấn từ nghiến răng nghiến lợi biến thành đại kinh tiểu quái, hắn dùng sức mà lôi kéo thượng quan huyền giật quần áo, ý đồ khiến cho hắn chú ý, thượng quan huyền giật một cái thủ đao đánh rớt, cứu trở về quần áo của mình hắn nhìn phía dưới trường hợp trên mặt một chút kinh ngạc biểu tình đều không có thượng quan huyền tuấn trên tay ăn đau phục hồi tinh thần lại hắn thấy thượng quan huyền giật bình thản ung dung biểu tình còn có cái gì không rõ việc này là ngươi làm không phải thượng quan huyền giật tiếp tục nhìn phía dưới tình huống lúc này mẫn trạch quốc binh lính lập tức liền tỉnh táo lại đem chém về phía chính mình đồng bạn đau chạy nhanh dừng thật là thấy quỷ mỗi cái binh lính trong lòng đều dâng lên như vậy ý niệm ngay sau đó đem trong tay binh khí thay đổi đầu thương nhắm ngay địch nhân đến sát thực mau mẫn trạch quốc các binh lính đều trợn tròn mắt lúc này đến phiên tây nguyệt quốc binh lính không cần chính mình đi sát bọn họ liền giết hại lẫn nhau này phiến sa mạc quá tà môn sẽ không thật sự có vài thứ kia tồn tại đi có chút sợ quỷ binh lính thấy này quỷ dị một màn trong lòng mau mau lệ tướng quân cũng phát hiện tình huống này ngay sau đó hắn cười ha hả đối với đứng ở nơi xa tây nguyệt quốc khả hãn nói ta binh lính bị ta đánh thức ngươi có thể đánh thức ngươi binh lính sao ta như thế nào cảm giác bọn họ càng thêm điên cuồng đâu tiếp theo hắn lại cười lớn hạ lệnh triệt binh làm cho bọn họ giết hại lẫn nhau đi mẫn trạch quốc binh lính thu được mệnh lệnh chạy nhanh lui lại sau đó đứng ở một bên quan chiến sao có thể tây nguyệt quốc khả hãn không thể hiểu được mà nhìn trước mắt một màn đằng mẫn đâu mau kêu hắn đừng thổi tây nguyệt quốc khả hãng tức muốn học máu địa đạo quân sư chỗ la chạy nhanh trở về chạy tới nhạc khúc tiết tấu càng lúc càng nhanh bọn lính liền càng thêm điên cuồng tây nguyệt người trong nước khẩu thiếu nếu là này phê binh lính toàn quân bị diệt nói như vậy từ đây trên đời này liền lại vô tây nguyệt chỗ la tìm được đại hoàng tử đằng mẫn nói cho hắn nguyên nhân làm hắn đừng lại thổi nghe xong lời này hắn đầy mặt không thể tin tưởng sau đó trong bụng dâng lên một cổ tanh ngọt một búng máu phun ra thật xa hắn đây là bị phản vệ hắn mặc kệ trên người thương chạy đi ra ngoài khúc rốt cuộc ngừng chính là xé sát lại vẫn cứ tiếp tục sao lại thế này như thế nào còn ở đánh không phải đã ngừng sao tây nguyệt quốc khả hãn nhìn chính mình những cái đó điên cuồng binh lính từng bước từng bước ngã xuống đau lòng hỏi đằng mẫn chịu đựng trọng thương đi vào hiện trường thấy bọn lính vẫn tiếp tục xé sát nỉ non nói tại sao lại như vậy chuyện này không có khả năng hắn lại lần nữa cầm lấy cây sáo ý đồ đem xà trận một lần nữa khống chế lên, chính là hắn càng thổi, các vàng hạ xà vũ động đến càng lợi hại, bọn lính xé giết được càng kịch liệt, nhìn càng ngày càng nhiều binh lính ngã xuống, Tây Nguyệt quốc khả hãn trống to, đủ rồi. Dừng lại. Đừng thổi, Thượng quan huyền giật cưỡi ngựa đi vào bọn họ trước mặt, đem một túi xà ném hướng đằng mẫn, Tây Nguyệt đại vương tử. Vật quy nguyên chủ, túi thượng mất máy, làm hắn mơ hồ đoán được đây là cái gì, quả nhiên. Túi khẩu không có trói chặt, theo này ném đi động tác, từng điều xà đi xuống rớt ra tới, hoàng gia săn thú tràn những cái đó xà không thể hiểu được không chịu ấn chế tất cả đều chạy trốn sau, hắn ý đồ tìm trở về lại là không có kết quả, nguyên lai là bị hắn ấn chế, bất quá hắn là như thế nào làm được, các ngươi quốc gia có sẽ ấn chế xà người, thượng quan huyền giật không nói gì, nhìn phía sau kia cho nhau tàn sát binh lính liếc mắt một cái, Ý tứ thực rõ ràng. Chúng ta quốc đất rộng của nhiều, trung linh dục tú, nhân tài xuất hiện lớp lớp. Há là ngươi một cái nho nhỏ Tây Nguyệt Quốc có thể khi dễ đến trên đầu tới thế nào? Phục không? Tây Nguyệt Quốc khả hãng không thể trơ mắt nhìn sở hữu binh lính chết đi. Hơn nữa là người một nhà đánh người một nhà. Hắn nhắm mắt, cắn răng một cái, mới mở miệng nói. Tây Nguyệt quốc đầu hàng. Theo hắn nói, âm rơi xuống, vết đỏ cả mắt rồi binh lính động tác ngừng lại. Bọn họ ngơ ngẩn chung quanh không biết đã xảy ra chuyện gì, chạy nhanh lui lại. Y An chạy nhanh hạ mệnh, nghe lời này, bọn lính mới nhớ tới vừa rồi phát sinh chuyện gì, bọn họ là bị chính mình linh xà trận thống chế, nhớ tới linh xà trận đặc điểm, bọn họ vừa lăn vừa bò chạy nhanh chạy về phía sau, đi. Binh lính trở về sau, Tây Nguyệt Quốc khả hãng quay lại đầu ngựa liền tưởng đi luôn, đây là tưởng lười trướng, xà cô nương, xà bọn công tử, giúp ta đưa đưa Tây Nguyệt Quốc các tướng lĩnh, nhắc nhở bọn họ sớm ngày đem hàng thư đưa lại đây, thượng quan huyền tuấn được tiện nghi còn khoe mẻ, tức chết người không đền mạng địa đạo, bày rắn tất cả đều từ các vàng phía dưới bò ra tới, bài đội sau đó đối với Tây Nguyệt quốc tướng sĩ, câu một cung, lắc lắc cái đuôi, lấy kỳ tái kiến, ta thiên, mẫn trạch quốc người còn giáo hội rắn trường lễ cáo từ, khó trách lần này linh xà trận bọn họ tài đại té ngã. Tây Nguyệt quốc binh lính quay đầu lại thấy, sợ tới mức chạy trốn càng nhanh, chương 377, vì đà chủ thêm càng, đem Tây Nguyệt quốc binh lính đánh tới chủ động đầu hàng, chạy trối chết, này vẫn là nhiều năm qua lần đầu tiên, dĩ vãng nhiều là bất phân thắng bại, ai cũng chiếm không được ai đại tiện nghi, đương nhiên trừ bỏ mấy tháng hàng phía trước binh bày trận đồ tiết lộ kia một lần, này một đêm, quân doanh không lo giá trị bọn lính, mồm to ăn thịt, mồm to uống rượu lấy kỳ chúc mừng, định viễn tướng quân, dương dũng, càng là so bất luận kẻ nào đều phải uống đến càng thêm thống khoái. Đại tướng quân hôm nay kia một dịch là chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng ta bất chiến mà thắng, có một sĩ binh suy nghĩ nửa ngày cũng chưa suy nghĩ cẩn thận, trận chiến ấy rốt cuộc là như thế nào thắng lợi, vì thế liền trực tiếp mở miệng cầu giải thích, lệ đại tướng quân nghe xong lời này cũng không biết như thế nào trả lời, chính là hắn cũng là không hiểu ra sao, đầu óc đều là mê mê mang mang, nhưng là hắn biết nhất định cùng Lục hoàng tử có quan hệ, vì thế hắn nhìn về phía thượng quan Huyền Dật, Lục hoàng tử mạc tướng cũng không rõ khi linh xà trận như thế nào sẽ lâm trận phản chiến dương dũng nghe xong lời này rót trụ tốc độ chậm chậm thượng quan huyền giật là không có khả năng đem hiểu như sự nói ra hắn nhàn nhạt mà mở miệng nói đối với linh xà trận ta so đối phương biết được nhiều một chút hắn biết có một con rắn vương là kia nha đầu sủng vật vẫn là tìm chính mình tới cửa sủng vật nói xong lời này hắn liền không hề giải thích đại gia nghe xong lời này cũng không có hỏi lại nhiều kia một chút đến tột cùng là cái gì linh xà trận là thượng cổ tà trận, vẫn luôn là lấy thần bí xưng, như vậy trận pháp tự nhiên sẽ không ở trước công chúng nói ra, đại gia cho rằng lục hoàng tử không hề giải thích thực hợp lý. Nguyên lai Tây Nguyệt Quốc hiểu được chỉ là không được đầy đủ linh xà trận, cho nên cái này đã đến ván sắt đi, hừ. Quả thực lỗ ban trước cửa lộng đại riều, không biết tự lượng sức mình, truyền thuyết lục hoàng tử văn tài võ đức, quả nhiên này truyền thuyết danh bất hư truyền, Dương Dũng nghe xong lời này lại uống xong một chén rượu lớn bọn lính thấy hắn uống đến hào sản càng là không ngừng đối hắn mời rượu hắn cũng là cao hứng đến ai đến cũng không cự tuyệt cuối cùng say đến bất tỉnh nhân sự hắn bị người nâng trở về lều trại nội hô hô ngủ nhiều nửa đêm thời điểm không trung bắt đầu hạ tuyết uống lên cả đêm rượu các binh lính hồn nhiên bất giác lãnh đều hô hô ngủ nhiều lên dương dũng từ trên giường ngồi dậy thay y phục dạ hành tránh đi tuần tra binh lính thân ảnh nhanh chóng biến mất trong bóng đêm hắn đi vào biên thành một cái trấn nhỏ nơi nào đó nông trạch, hắn trực tiếp nhảy lên tường, nhảy đi vào, này một đêm, hắn tại đây tòa trong nhà ngầm trong thư phòng đợi nửa cái buổi tối, chờ giám thị hắn người kia xuất hiện, nhưng mà cũng không có một bóng người xuất hiện quá, thậm chí tới gần quá tòa nhà này, chẳng lẽ là chính mình trực giác sai rồi, lúc này đây xuất chinh. Từ Duệ An huyện chủ cùng này huynh tùy quân sau hết thảy liền mất đi hắn khống chế, Duệ An huyện chủ, vu sư muốn trừ người quả nhiên không bình thường, chính mình đại khái là từ chủ động trêu chọc thượng nàng kia một khắc bại lộ, đến nỗi hắn vì cái gì biết hiểu nhi thân phận, liền lục hoàng tử đối hiểu nhi như vậy đặc biệt chiếu cố, hắn còn đoán không được thân phận của nàng, hắn liền không khả năng sống đến bây giờ, không thể lại hồi quân doanh, tuy rằng tìm không thấy dấu vết để lại, nhưng Dương Dũng tin tưởng chính mình trực giác, ngày thứ hai Dương Dũng giả thành một cái làm buôn bán, theo các bá tánh xếp hàng chuẩn bị ra khỏi thành hồi Tây Nguyệt Quốc. Dương Dũng ra khỏi thành cực kỳ thuận lợi, cái này làm cho hắn hoài nghi hắn có phải hay không suy nghĩ nhiều quá đi đến bẩn trạch quốc biên cảnh một người mặc màu ngân bạch trường bào tuổi trẻ nam tử chính bồi một cái cô nương ngồi ở bờ sông câu cá nghe thấy tiếng vó ngựa vị kia cô nương quay đầu hơi nhíu mày nhìn hắn oán trách nói định viễn tướng quân ngươi tới thật không phải thời điểm đem ta cá đều dọa chạy quả nhiên chính mình dịch dung bị xuyên qua lục hoàng tử cùng duệ an huyện chủ hảo hứng thú trời giá rét ở chỗ này câu cá có cá câu sao có a à. vừa tới một con cá lớn hiểu nhi ý có điều chỉ tối hôm qua dương dũng rời đi nàng vốn dĩ cho rằng hắn là đi gặp người nào chính là không có hoàng kim cự mãn nói cho nàng hắn một người ở trong mật thất ngồi nửa tiêu cái gì đều không có làm nàng liền biết hắn hoài nghi chính mình đã bị xuyên qua hắn cố ý chờ ở nơi đó chờ giám thị người của hắn xuất hiện Hôm nay sáng sớm thật sự Định Viễn Tướng quân xuất hiện ở trong quân, nàng liền biết hắn sẽ không lại hồi quân doanh, vì thế nàng liền cùng thượng quan đại ca ở chỗ này chờ hắn. Người này gặp phải phiền toái nhiều như vậy xong việc liền tưởng vỗ vỗ mông chạy lấy người, sao có thể? Dương Dũng, ngươi làm nhiều chuyện như vậy là muốn vì Lý Thừa tướng báo thù, ta không biết ngươi nói chính là cái gì. Nàng lại như thế nào biết chính mình cùng Lý Thừa tướng quan hệ. Dương Dũng biểu tình hiện lên một tia kinh ngạc bất quá thực mau liền bị hắn che giấu nhưng hiểu nhi không có sai quá kia chợt lóe rồi biến mất biểu tình này liền càng thêm chứng thực nàng suy đoán một cái liền họ đều không ban cho ngươi cha ngươi làm này hết thảy đáng giá sao hiểu nhi không để ý đến hắn phủ nhận tiếp tục nói có một cái mẫn trạch quốc thừa tướng đại nhân cha cùng có một cái tây nguyệt quốc công chủ nương kia cảm giác như thế nào như vậy thơ ấu nhất định không hảo quá đi hiểu nhi lời này vừa ra dương dũng kiếp sợ rốt cuộc che giấu không được Việc này ở trên đời này trừ bỏ khả hãng ngay cả đằng mẫn cũng không biết, nàng là như thế nào biết đến, hiểu nhi là như thế nào biết đến, này còn tốt ít với nàng ở sa mạc gặp qua vị kia Tây Nguyệt quốc nhị hoàng tử, đằng cách đôi mắt cùng Dương Dũng phi thường tương tự, nhưng Dương Dũng lông mày tương đối tú khí, lông mi cũng tương đối trường, đằng cách lông mày thô khoáng, lông mi tương đối đoạn, không nhìn kỹ là sẽ không cảm thấy hai người đôi mắt tương tự, nhưng hiểu nhi từng hạ quá khổ công phu vẽ chân dung, cho nên liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, ngay cả bọn họ trong mắt đều là có chứa một chút màu nâu, ta không biết ngươi ở nói bậy gì đó. Hắn hơi dương cao giọng lượng, che giấu chính mình thất thố, này liền có vẻ có điểm dấu đầu lòi đuôi, thơ ấu chuyện cũ là hắn không muốn vạch trần âm u, hắn quanh thân dùng lạnh nhạt trong bao trụ chính mình, dứt khoát lướt qua bọn họ liền tưởng rời đi, hiểu nhi đã từ vẻ mặt của hắn trung chứng thực chính mình suy đoán, liền không hề hỏi đi xuống, muốn chạy kia ai vì kia chết đi tam vạn binh lính chôn cùng. Thượng quan huyền giật ngăn cản hắn đường đi, Dương Dũng lần này đảo không phủ nhận, hắn kinh thường mà nhìn thượng quan huyền giật liếc mắt một cái, ta muốn chạy, chỉ bằng ngươi cũng muốn ngăn ta. Không biết tự lượng sức mình, thượng quan huyền giật không nói gì, hắn sẽ không đánh giá cao chính mình, cũng sẽ không xem nhẹ người khác, hắn bay thẳng đến hắn ra tay, cao thủ so chiêu, luôn là làm người hoa cả mắt, phong nhẹ cùng phong dương đi tới hiểu nhi bên người, đem nàng bảo vệ lại tới, để ngừa có người chó cùng rứt dậu, dùng nàng tới uy hiếp chính mình chủ tử. Dương Dũng võ công rất cao, cơ hồ cùng thượng quan huyền vật không phân cao thấp, hai người giao thủ một trăm nhiều chiêu sau, Dương Dũng dần dần mà liền rơi xuống hạ phong, hắn khiếp sợ với thượng quan huyền vật võ nghệ cao cường, cũng hắn biết liền dạng đi xuống không được, liền từ trong lòng ngực móc ra một cái xương khói đạn hướng thượng quan huyền vật ném qua đi, sau đó hắn liền thả người nhảy xuống hà thượng quan huyền giật tránh đi kia sương khói đạn, sương khói đạn tiếp xúc đến mặt đất nháy mắt liền nổ tung, màu vàng sương khói nháy mắt che đậy hắn tầm mắt, đại sương khói tan đi, tầm mắt rõ ràng, Dương Dũng thân ảnh chính biến mất ở bọn họ trong tầm mắt, chương 378, Dương Dũng chạy trốn, nói không tiếc núi là giả, nhưng là Dương Dũng là một thân phận xấu hổ người, lần này Tây Nguyệt Quốc cuối cùng không thể không bỏ giới đầu hàng, có một bộ phận nguyên nhân, cũng là vì hắn hành sự bất lực cổng như vậy một cái công xiền hắn trở lại Tây Nguyệt Quốc cũng không chiếm được cái gì tốt lễ đãi. Trải qua hai lần đại chiến đều là đại bại Tây Nguyệt Quốc, đã rốt cuộc nhận không nổi bất luận cái gì đại chiến, lúc này bọn họ yêu cầu chính là nghỉ ngơi lấy lại sức, nhưng là ở càng cổi nơi thượng sinh hoạt người, nghỉ ngơi lấy lại sức cũng là một loại xa xỉ. Tóm lại, mấy năm nay nội, Tây Nguyệt Quốc không đủ vì hoạn, đến nỗi hàng thư cùng một ít cắt đất đền tiền chờ hiệp ước không bình đẳng ký kết, có lệ đại tướng quân ở liền đủ để ứng phó rồi ngày mai hiểu nhi cùng thượng quan huyền giật bọn họ chuẩn bị khởi hành hồi đế đô hiểu nhi trở lại chính mình lều trại nội liền phát hiện chính mình nguyên lai đặt lên bàn lượt bị người động qua nàng gối đầu cũng bị người động qua đối với một cái trí nhớ siêu quần người tới nói nàng là không có khả năng quên cái này nàng mỗi đêm trở về ngủ không gian những cái đó vật phẩm vốn dĩ bộ dáng lều trại nội thứ gì đều không có thiếu hiểu nhi đi đến giường biên nàng gối đầu đã không có nàng buổi sáng rời giường khi, ngủ quá dấu vết, là ai tiến vào quá. Hắn muốn tìm thứ gì, chính mình một cái nho nhỏ binh lính, hảo đi, binh lính cũng không tính, binh lính còn có thể ra trận giết địch, nàng chỉ là thượng quan huyền giật gã sai vặt, một cái gã sai vặt lều trại nội có cái gì đáng giá người nhớ thương, trong phòng này chỉ có lượt cùng gối đầu bị người động quá, cái khác đồ vật cũng chưa động. Người nọ muốn tìm chính là người nọ tìm chính mình đầu tóc nghĩ đến đây hiểu nhi lập tức đi ra ngoài hỏi phụ cận trực ban thủ vệ ngươi hôm nay có hay không thấy ai từng vào ta trong trướng diêu binh đi vào đi tìm ngươi thủ vệ nghĩ nghĩ liền nói hiểu nhi gật gật đầu diêu binh là định viễn tướng quân thân tính, kia hắn lấy chính mình đầu tóc là đưa đi tây nguyệt quốc trộm đi tóc ở thời đại này tổng không phải là cầm đi nghiệm dna kia liền chỉ còn lại có làm yêu pháp thượng quan huyền giật lều lớn liền ở hiểu nhi bên cạnh hiểu nhi động tỉnh hắn cũng nghe thấy hắn đi ra hỏi hiểu nhi làm sao vậy hiểu nhi lắc lắc đầu nếu giờ phút này nàng nói nàng gối đầu thượng đầu tóc không thấy như vậy tất nhiên sẽ bị này đó hầu binh cho rằng nàng chuyện bé xé ra to không có việc gì tìm việc thượng quan huyền giật thấy thế liền nói ta ngủ không được ngươi tiến vào bồi ta hạ bàn cờ đi hiểu nhi gật gật đầu hai người một trước một sau đi vào là ném thứ gì thượng quan huyền giật trực tiếp mở miệng hỏi Ta lượt cùng gối đầu bị người động qua, mặt trên có ta đầu tóc, thượng quan huyền giật nghe xong lời này sắc mặt ngưng trọng lên. Nghe đồng Tây Nguyệt quốc vua sư có thể dùng phát gia khởi đàn tác pháp, đoạt nhân tính mệnh, chỉ là loại này cách làm thực tổn hại dương thọ cùng tu vi, vua sư giống nhau đều sẽ không làm. Phong nhẹ, chủ tử. Huyện chủ. Phong nhẹ đi đến hành lễ, đi đem định viễn tướng quân cùng diêu binh trói lại. Nghiêm hình tra tấn hỏi ra duệ an huyện chủ tóc rơi xuống. Thượng quan huyền giật trong thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ băng sương, duệ an huyện chủ tóc rơi xuống. Đúng vậy, phong nhẹ tuy rằng có chút kinh ngạc, nhưng hắn không nói hai lời liền đồng ý, chạy nhanh đi xuống. Hiểu nhi nhớ tới còn ở Tây Nguyệt quốc giám thị dương dũng hoàng kim cự mãn, vội dùng ý niệm liên hệ nó. Tiểu hoàng, ta gối đầu thượng đầu tóc, không thấy, ngươi ở bên kia có thể tìm được sao, chủ nhân chờ một lát, ta tìm xem nhìn xem chủ tử đầu tóc cũng có chủ tử hơi thở, nó tự nhiên là có thể phân rõ ra tới. Hảo, Hiểu Nhi cùng Hoàng Kim cự mãn câu thông xong rồi sau, nàng đầu liền kịch liệt mà đau lên, nàng nhịn không được ôm lấy đầu, ngồi sổng xuống dưới, nha đầu. Thượng quan huyền giật chạy nhanh tiến lên, đem nàng ôm vào trong ngực, nha đầu, ngươi làm sao vậy? Thượng quan huyền giật nhìn Hiểu Nhi ôm đầu, đau đớn muốn chết bộ dáng nôn nóng hỏi, ta đầu đau quá. Hiểu Nhi nhịn không được dùng đôi tay đi đấm đánh chính mình đầu, Thượng Quan Huyền giật chạy nhanh bắt lấy nàng đôi tay, không cho nàng thương tổn chính mình, trong lòng là đã đau lòng lại phẫn nộ. Hiểu Nhi bị bắt được đôi tay sau, đau đầu đến làm nàng nhịn không được lấy đầu đi đâm chính mình đầu gối. Thượng Quan Huyền giật chạy nhanh một bàn tay bắt được nàng hai chỉ tay nhỏ, một bàn tay đem nàng đầu ấn ở chính mình trong lòng ngực, Phong Dương. Thượng Quan Huyền giật lớn tiếng kêu gọi, này vẫn là hắn lần đầu tiên mất đi bình tĩnh mở miệng gọi người chủ tử canh giữ ở ngoài cửa phong dương chạy nhanh tiến vào làm phong nhẹ vô luận dùng biện pháp gì mau chóng hỏi ra duệ an huyện chủ kia tóc ti rơi xuống thượng quan huyền giật phong nhẹ xem hiểu nhi đầy mặt thống khổ không thôi bộ dáng cũng biết sự tình nghiêm trọng vội gật đầu đồng ý chạy ra đi nha đầu đừng sợ thực mau liền sẽ không có việc gì thượng quan huyền giật nắm chặt nàng an ủi nói cách một hồi lâu, hiểu nhi đầu mới không đau, nàng an tĩnh mà nằm ở thượng quan huyền giật trong lòng ngực, tự hồ ở tự hỏi cái gì, thượng quan huyền giật thấy nàng không hề thương tổn chính mình, liền buông ra nàng, lại chỉ thấy nàng ánh mắt dại ra, giống bị câu hồn con rối, đứng lên, ngây ngốc mà đi ra ngoài, thượng quan huyền giật tâm đi xuống trầm xuống, hắn không có quấy rầy, chỉ là đi theo nàng phía sau, hoặc là như vậy liền có thể tìm được tác pháp người. Thượng quan huyền dật vẫn luôn đi theo hiểu nhi ra quân doanh, sau đó vẫn luôn hướng sa mạc bên kia đi đến. Hoàng kim cự mãn theo một tia ít ỏi hơi thở, cũng vẫn luôn hướng sa mạc phương hướng mà đi. Nó bò thật sự mau, có thể dùng bay nhanh tới hình dung, bởi vì nó phát hiện, nó cư nhiên liên hệ không thượng hiểu nhi. Loại tình huống này chỉ có ở chủ nhân hồn phách bị người khống chế mới có thể xuất hiện. Hoàng kim cự mãn nhìn thoáng qua không trung, đen nhánh trên bầu trời có một loại người bình thường mắt thường không thể thấy quỷ dị thay đổi thất thường, hoàng kim cự mãn bò đến càng nhanh, nó cần thiết mau chóng ngăn cản trận này pháp sự tiếp tục đi xuống, lại vãn chúc chủ nhân linh hồn toàn bộ xuất khiếu, nó lại đánh gãy pháp sự, chủ nhân hoặc là là hồn vía lên mây, hoặc là chính là nổ tan xác bỏ mình. Hoàng Kim cự mãn bay nhanh đi vào sa mạc Tây Nguyệt quốc vu sư khởi đàn tác pháp nơi, nó đem thân thể của mình biến thành màu đen, lớn nhỏ trở nên so ngân châm càng tế. Nó cảm giác được chủ nhân đầu tóc chính đặt ở một cái điêu khắc kỳ quái đồ án trong chén, dùng nước thánh phao. Vu sư cầm một phen kiếm gỗ đào, trong miệng niệm niệm có từ mà không biết đang nói chút cái gì. Có hai nữ nhân ngồi ở một bên khái hạt dưa một bên quan kháng. Vu nữ, chỉ cần đem nàng đưa tới, ở nàng trong lòng thượng tích nhập ta tinh huyết, cấm cố trụ linh hồn của nàng, nàng liền trở thành ta con rối, duy ta mệnh là từ sao, không sai. Một người mặc hỏa hồng sắc quần áo, Mặt trên theo mảng thần quái đồ án thiếu nữ gật gật đầu khi có biện pháp phá giải sao có đào nàng tâm ra tới lấy ra ngươi tinh huyết người tâm đào ra khi còn có thể sống sao nghe xong lời này nữ nhân vừa lòng mà cười nữ nhân lại nghĩ đến thượng quan huyền giật đối kia nha đầu thúi bảo hộ lo lắng có người đi theo lại đây liền hỏi nói nếu là pháp sự trên đường bị người đánh gãy khi nữ sẽ nổ tan xác bỏ mình thực hảo nữ nhân nghe xong lời này liền không hề hỏi pháp sự tiếp tục không đi xuống, kia nha đầu liền đến chết, pháp sự thành công, nàng liền nhiều một cái con rối, này thật là ổn kiếm mua bán, chương 379, Hoàng Kim cự mãn nghe xong hai người đối thoại, vốn dĩ chỉ tính toán lấy đi chủ nhân tóc, phá hư pháp sự nó thay đổi chủ ý, nó nhanh chóng bò đến kia nữ nhân trên đầu rút một cây sợi tóc xuống dưới, nữ nhân cảm giác trên đầu có một chút đau đớn, nhưng nàng chỉ là vương tay quét đảo qua đau đớn bộ vị, đối này cũng không ở thân, đôi mắt chớp cũng không chớp gắt gao trừng mắt vu sư tác pháp, hiện tại linh hồn của nàng cấm cố ở sao, nào có dễ dàng như vậy, vừa mới khống chế được, còn không có câu ra tới, khi nữ linh hồn chi lực phỏng chừng so người khác hiếu thắng, ta xem sư phó dùng không ít thời gian, tác pháp khống chế người khác linh hồn pháp thuật, nàng cũng sẽ làm, rất nhiều người lập tức liền thành công, như vậy, người nọ chỉ biết đau đầu một chút liền không có việc gì, nếu là linh hồn chống cự, không muốn chịu ấn chế như vậy người nọ liền sẽ đầu đau muốn nứt ra, hận không thể lập tức chết đi. Đang ở hướng sa mạc đi Hiểu Nhi đi rồi một nửa lại tỉnh táo lại, ông lấy đau nhức không thôi đầu, ngồi sổn xuống dưới, thượng quan huyền giật chạy nhanh tiến lên đem tay nàng bắt lấy, sợ nàng làm ra thương tổn chính mình sự. Giờ khắc này hắn vô cùng thống hận chính mình tự nhiên chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng thừa nhận thống khổ. Hiểu Nhi thừa dịp ý thức thanh tỉnh một khắc gian nan mà mở miệng nói, thượng quan đại ca, ta cảm giác ta thần thức chịu người ấn chế, ta không biết chính mình sẽ làm ra chuyện gì, Hiểu Nhi nói rơi xuống sau, lại dạy ra xuống dưới, ta sẽ không làm ngươi có việc. Thượng quan huyền dật nhìn đẩy ra chính mình tiếp tục về phía trước đi Hiểu Nhi kiên định địa đạo, các ngươi bảo vệ tốt cô nương, ta tiến đến nhìn xem. Thượng quan huyền dật đối cùng lại đây hai cái thân binh phong ngân cùng phong hành phân phó nói, hắn phải nhanh một chút tìm được cái kia tác pháp người, đêm này bầm thay vạn đoạn, là chủ tử. Hai người trăm miệng một lời địa đạo, hoàng kim cự mãn rút một cây kia nữ nhân đầu tóc sau, liền nhanh chóng bò đến thần đàn thượng. Thừa dịp phu sư bối quá thân tác pháp là lúc, nhanh chóng đem nước thánh trung đầu tóc thay đổi, sau đó nhanh chóng bò đến cái bàn phía dưới, tìm một cái tầm mắt tốt vị trí, chuẩn bị xem diễn, dám như vậy hại chính mình chủ tử, quả thực chán sống. Đang ở tác pháp vô sư phát hiện vốn dĩ khống chế được linh hồn lập tức liền thoát ly khống chế. Khi cô nương linh hồn cũng quá cường hãn, này đã là lần thứ hai, hơn nữa lần này còn hoàn toàn mất khống chế. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua thần đàn, chỉ thấy trong chén sợi tóc còn ở, nhưng trên mặt bàn lại có một chút vết nước. Nàng nhìn thoáng qua chính mình hai cái ống tay áo, thấy trong đó một cái ống tay áo có một chút ướt, nghĩ đến kia vết nước là vừa mới chính mình ống tay áo không cẩn thận đụng tới thánh trong chén nước thánh lộng đi lên, nàng liền không thèm để ý, hoàn toàn tránh thoát linh hồn chỉ có thể một lần nữa tác pháp tới khống chế, chỉ là này nữ linh hồn chi lực quá cường hãn, nàng nghĩ nghĩ liền nói, thánh y, ngươi lại đây trợ một trợ ta. Này nữ linh hồn có chút kỳ quái, bị nàng thoát ly khống chế hai lần, chúng ta hai hợp lực tác pháp, mau chóng đem nàng khống chế được, tác pháp cũng là muốn chú ý thiên thời địa lợi, qua cái kia tốt nhất canh giờ, phản vệ cơ hội liền lớn. Đặc biệt là loại này vi phạm thiên lý yêu pháp, nữ tử áo đỏ nghe xong nàng lời nói, gật gật đầu, hảo. Sư phó thỉnh chờ một lát, ta trước tịnh một chút tay, một nữ nhân khác nghe xong lại muốn một lần nữa bắt đầu, liền nói, ta đi một chút như xí, đợi lâu như vậy, nàng hạt dưa ăn nhiều, nước trà uống nhiều quá, có điểm quá mót, nha đầu thúi, không nghĩ tới ở trong xương cốt nàng cũng là khó làm hóa, vu sư cũng không để ý nàng đi lưu, nàng chỉ là tới xem diễn, giúp không được gì. Đại thánh nữ dùng trang lại đây thiên trì nước thánh tẩy hảo thủ sau, Hai người liền bắt đầu cùng nhau tác pháp, lúc này, Hoàng Kim Cự mãn rốt cuộc có thể cùng hiểu nhi câu thông thượng, chủ nhân, có người dùng ngươi đầu tóc làm yêu pháp muốn hại ngươi, ta đã đem ngươi đầu tóc cầm lấy, đổi thành nàng, ngươi trong chốc lát lại đây khi nhớ rõ giả dạng làm ngươi vừa rồi bộ dáng, làm pháp sự làm đi xuống, sau đó chờ xem diễn đi." Hiểu nhi nghe xong Hoàng Kim Cự mãn nói thở dài nhẹ nhõm một hơi, chính mình đầu tóc rốt cuộc tìm trở về, cái loại này chịu người khống chế được thần thức chịu người thao tác cảm giác thật sự quá khủng bố nàng không thích bị người khống chế ta hiện tại liền qua đi hiểu nhi có thể cảm giác được hoàng kim cự mãn vị trí cho nên nàng có thể trực tiếp qua đi nàng đảo muốn nhìn hại chính mình người tự làm tự chịu bộ dáng hiểu nhi nhìn về phía phong ngân cùng phong hành nghĩ nghĩ liền nói ta không có việc gì các ngươi xa xa đi theo ta đi bị câu thần thức người như vậy liền không có việc gì phong ngân cùng phong hành lẫn nhau nhìn thoáng qua đều thấy đối phương trong mắt lo lắng lời này có thể tin sao duệ an huyện chủ sẽ không nhanh như vậy liền bị người khống chế đi xa xa đi theo đừng bị người phát hiện ta đi xem đến tục cùng ai muốn hại ta hai người nghe xong lời này mới gật gật đầu vu sư cùng thánh y cùng nhau tác pháp hợp hai người chi lực quả nhiên thực mau liền khống chế được kia sợi tóc chủ nhân linh hồn tránh cho linh hồn phản kháng lại xuất hiện thoát ly khống chế ngoài ý muốn vu sư nhanh hơn tác pháp tốc độ hoàng kim cự mãn cảm giác được thượng quan huyền giật tới gần nó chạy nhanh bò hạ cái bàn bay nhanh hướng hắn bò đi cũng không thể bị hắn hỏng rồi chính mình tỉ mỉ kế hoạch chuyện tốt thượng quan huyền giật là dựa vào trực giác đi tìm tới hắn thi triển kinh công nhanh chóng hướng tế đàn phương hướng mà đi đột nhiên cảm giác có cái gì bay qua tới cắn tay mình hắn đang muốn đem nó huy rớt liền bị một mạc kim sắt ngăn trở hắn đem hoàng kim cự mãn giơ lên trước mắt hoàng kim cự mãn buông ra cắn hắn tay sau đó biến đại một chút, cũng đem Hiểu Nhi sợi tóc phun đến hắn mu bàn tay thượng, đây là ngươi chủ tử sợi tóc. Ngươi thu hồi tới, Hoàng Kim cự mãn gật gật đầu, ngươi chủ tử không có việc gì, Hoàng Kim cự mãn lại gật gật đầu, sau đó Hoàng Kim cự mãn quay đầu lại nhìn thoáng qua tế đàn phương hướng. Lại quay đầu nhìn thượng quan huyền giật lắc lắc đầu, ý của ngươi là kêu ta không cần đi phía trước sao, hoàng kim cự mãn gật gật đầu. Nó bò lên trên thượng quan huyền giật trên đầu, dùng miệng rút hắn một cây tóc xuống dưới, phóng tới trên tay hắn, sau đó lại dùng đầu điểm điểm hiểu nhi kia sợi tóc ti, không có tâm linh tương thông, hoàng kim cự mãn tỏ vẻ, nó gật đầu đều mau đem chính mình điểm hôn mê, thượng quan huyền giật nhìn hoàng kim cự mãn động tác thử mà suy đoán nói, kia vô sư còn ở tác pháp sao, hoàng kim cự mãn gật gật đầu, vậy ngươi ý tứ là ngươi đem kia nha đầu sợi tóc trộn ra tới, thay hại nàng người sợi tóc, làm ta không cần tiến đến ngăn cản nàng tác pháp sao. Hoàng Kim cự mãn dùng sức gật gật đầu, may mắn, cùng người này câu thông lên cũng không quá khó. Thượng quan huyền giật đối Hoàng Kim cự mãn cười cười, làm tốt lắm, kia nha đầu thật là may mắn, cư nhiên có thể được đến như vậy có linh tính xà tới làm sủng vật. Lúc này Hiểu Nhi cũng xuất hiện ở một người một xà trong mắt, Hiểu Nhi nhìn thấy Thượng quan huyền giật mắt đều sáng, Thượng quan đại ca, ta không có việc gì. Thượng quan huyền giật đem nàng từ đầu đến chân nhìn thoáng qua mới gật gật đầu, chủ nhân ta lợi hại đi hoàng kim cự mãn yêu sủng, đúng vậy, thật sự quá thông minh. Hiểu nhi duỗi tay sờ sờ nó thân rắn, đến nỗi đầu rắn, vẫn là thôi đi, ta làm bộ ném hồn tiếp tục về phía trước, các ngươi ở phía sau đi theo đi, hảo. Thượng quan huyền giật gật đầu đáp, chỉ cần pháp sự làm đi xuống, các nàng mới có thể tự ăn này quả, cứ như vậy giết bọn họ cũng quá tiện nghi các nàng, chương 380, hiểu nhi ánh mắt dại ra, động tác cứng đờ, tựa như một cái xả tuyến rối gỗ giống nhau tiếp tục đi phía trước đi, từng bước một xuất hiện ở hai người trước mặt, thành. Vu sư thấy Hiểu Nhi xuất hiện, trong lòng cao hứng, ngươi tiếp tục câu lấy linh hồn của nàng, đừng bị nàng tránh thoát, ta tới tác pháp, đem linh hồn của nàng cấm cố trụ. Vu sư đối thánh y nói, này nữ linh hồn chi lực cường hãn, nàng không thể không cẩn thận mà đợi chi, thánh y trịnh trọng gật gật đầu. Khi nữ nhân cũng giống hiểu nhi giống nhau dạy ra mà ở vu sư phía sau, đi bước một tới gần hai người cho rằng nàng là như xí trở về đều không để ý nàng hiểu nhi thấy kia nữ nhân là bổn hẳn là ở lửa lớn trung bị chết dương quý phi sau cũng không có bao lớn ngoài ý muốn dương quý phi là tưởng hãm hại các nàng gia không thành ngược lại hại chính mình nàng rơi vào như vậy kết cục cũng là vì chính mình hiện tại biết chính mình tới tây bắc không nghĩ biện pháp đem chính mình trừ bỏ hiểu nhi mới có thể cảm thấy kỳ quái đâu dương quý phi đi tới đi tới liền ngừng lại Hiểu Nhi thấy vậy cũng học nàng giống nhau ngừng lại, thực hảo, vu sư vừa lòng gật gật đầu. Tiếp theo nàng khơi màu ngâm mình ở nước thánh trung sợi tóc, đặt ở một trương dùng chu sa họa thật kỳ quái phù văn màu vàng lá bùa thượng. Nàng giảo phá chính mình ngón trỏ, tích một giọt huyết ở lá bùa thượng đầu tóc thượng, khi lấy máu nhanh chóng bị tóc hấp thu đến không còn một mảnh. Sau đó nàng lại đem lá bùa liền tóc cùng nhau cuốn lên, từ cái bàn bên cạnh một cái chậu, lấy ra một cái thô nhất huyết hồng sợi tơ ra tới. Này đó màu đỏ sợi tơ là dùng bảy vị đồng nam đồng nữ gân cốt thêm tinh huyết luyện thành linh hồn xiên xích, Vu sư đem cuốn lên tới lá bùa dùng linh hồn xiên xích cột chắc sau, liền đem nó đặt lên bàn, sau đó nàng một tay lấy rung chuông, một tay lấy kiếm gỗ đào bắt đầu tác pháp, mây trên trời nhanh chóng mà biến hóa, ánh trăng bên cạnh cũng nhiễm một tầng huyết sắc, trên bàn cột lấy tóc cùng lá bùa cái kia linh hồn xiên xích phiếm ra màu đỏ quang, dị thường lóa mắt, trong trời đêm ánh trăng phản phất đều bị này hồng quang nhiễm hồng giống nhau khắp không trung trừ bỏ ánh trăng là yên lặng, cái khác địa phương gió nổi mây phun, sấm sét ầm ầm. Vu sư đem cuốn lên lá bùa dùng kiếm gỗ đào chọn lên, sau đó liền ngọn nến thượng ngọn lửa, đem nó bật lửa. Ngọn lửa nháy mắt liền đem cái kia phù bật lửa, màu vàng ánh lửa phản phất có một cái tím đen hình người ở dãy dụ, đảo mắt phù liền biến thành tro tàn. Chủ nhân pháp sự đã bắt đầu rồi, kế tiếp ngươi có thể không cần lại trang. Hoàng Kim cự mãn nhìn thoáng qua không trung sau, nhắc nhở Hiểu Nhi pháp sự nửa đường bị đánh gãy sẽ có cái gì hậu quả, nghe nói kia nữ nhân sẽ nổ tan xác bỏ mình, kia nếu là thành công đâu. Kia nữ nhân sẽ thế nào, này ta không biết, nếu là chủ nhân sợi tóc không bị thay thế nói, như vậy kia vu sư sẽ ở ngươi trong lòng tích nhập kia nữ nhân tinh huyết, dùng pháp thuật đem ngươi biến thành nàng con rối, các nàng trận này pháp sự, không chỉ là muốn trói buộc ngươi linh hồn, các nàng là muốn đem ngươi luyện thành con rối. Tự nhiên muốn chính mình trở thành nàng con rối thật là dám tưởng a. À. Hiểu Nhi trong lòng cười lạnh, tiểu hoàng, ngươi có nghĩ muốn một cái con rối a? À? Ngươi ngẫm lại có một người đối với ngươi mệnh lệnh tuyệt đối phục tùng, cảm giác này thực hảo đi. Hiểu Nhi bắt đầu dụ hoặc nói, hiện tại Vu sư đang ở đối nàng tác pháp, nàng lấy không đến chính mình tinh huyết a. À. Chủ nhân là tưởng hướng người nọ trong lòng tích nhập ta tinh huyết, ta tinh huyết có bao nhiêu mượn bạc, chủ nhân ngươi biết không? Đúng vậy, như vậy một cái miễn phí sức lao động bạch bạch lãng phí rất đáng tiếc a à. hiểu nhi càng nghĩ càng cảm thấy có thể chủ nhân ta không cần nó thích chính mình sự chính mình làm lại nói nó cũng không nhiều ít sự phải làm không cần a à. hiểu nhi tâm tư lại xoay chuyển đem chủ ý đánh tới thượng quan huyền vật trên người nữ nhân khác trong lòng thượng có thượng quan huyền vật tinh huyết nghĩ đến đây hiểu nhi tỏ vẻ nàng có chút khó tiếp thu trong lòng có điểm toan vẫn là thôi đi nếu không này miễn phí sức lao động cấp phong ngân hoặc là phong hành, bằng không bạch bạch lãng phí thật sự quái đáng tiếc. Tiểu Hoàng, nếu không ngươi tùy tiện ở phong ngân cùng phong hành hai người trung lấy một giọt tinh huyết ra tới, chính mình không muốn, đừng đẩy cho người A, chủ nhân. Hoàng Kim cự mãn nhìn thoáng qua bên người hai cái bị người tính kế còn hồn nhiên không biết hai người, chủ nhân, không phải là lấy một giọt tinh huyết, tích ở người nào đó trong lòng thượng liền hành, khi tinh huyết còn cần tác pháp kích hoạt thành tinh mới được, muốn thành công chế thành một cái con rối sẽ không đơn giản như vậy như vậy a à. khi pháp sự chỉ có thể đình chỉ các nàng nên thế nào liền thế nào đi vu sư đem cái chai một giọt tinh huyết ngã vào kiếm gỗ đào mũi nhọn trong miệng lẩm bẩm đồng thời thiêu hủy hai điều họa mãn phù văn hoàng phù ánh lửa mới vừa tắt kiếm gỗ đào mũi nhọn thượng huyết châu liền có màu đỏ ánh sáng lưu động quả nhiên là yêu cầu kích hoạt vu sư đem tinh huyết kích hoạt sau liền đem mũi kiếm chỉ hướng hiểu nhi Hiểu Nhi đôi tay ôm ngực, đối với tác pháp vu sư lộ ra một nụ cười rạng rỡ, lấy máu lại đây a, à, ngươi, dơ kiếm gỗ đào, đang muốn đem nó bắn về phía Hiểu Nhi trong lòng vu sư thấy Hiểu Nhi bộ dáng này chấn động, sau đó một bún máu liền phun tới, như thế nào không tiếp tục. Kích hoạt rồi tinh huyết, yêu cầu thế nào tích nhập ta trong lòng thượng. Hiểu Nhi cười tủng tỉm mà mở miệng hỏi, vu sư trong tay kiếm gỗ đào rơi trên mặt đất, kia một giọt tinh huyết cũng mất đi ánh sáng đối với Hiểu Nhi nói nàng không rảnh đáp lại. Phản vệ pháp lực, lệnh nàng lại phun khẩu huyết, nàng chạy nhanh ngồi xếp bằng ngồi xuống, bắt đầu cho chính mình chữa thương, người linh hồn không phải bị cấm cố sao. Hánh y đầy mặt xong lấy tin tưởng, dứt lời, nàng phía sau truyền đến một tiếng thống khổ tiếng kêu thảm thiết, dương quý phi đột nhiên trừng lớn đôi mắt, ngẩng cao đầu, đôi tay mở ra, trên người phản phất có cái gì lực lượng làm nàng rốt cuộc thừa nhận không được, tùy thời dân lên mà ra giống nhau thượng quan huyền giật nhanh chóng đem hiểu nhi mang ly hiện trường thánh y quay đầu lại đi thấy vậy tình huống nhanh chóng cầm lấy trên bàn một chén nước thánh bát qua đi dương quý phi bành trướng thân thể nháy mắt liền bẹp đi xuống nàng ngã trên mặt đất bảy khổng đổ máu bỏ mình lúc này trên bầu trời sấm sét ầm ầm càng thêm kịch liệt màu đen vân hoàn toàn che khuất ánh trăng gió to nổi lên bốn phía lưu tử lại bắt đầu vận động một đạo màu trắng tia chớp ở trên bầu trời rơi xuống đánh trúng cách đó không xa cùng cát khi cùng các phát ra vang lớn nháy mắt bị phách đến tản ra chúng ta chạy mau thượng quan huyền giật thấy thế đem hiểu nhi ôm vào trong ngực thi triển kinh công nhanh chóng rời đi hoàng kim cự mãn nhanh chóng đem thân thể biến đại chủ nhân các ngươi mau thượng ta bối thượng thượng quan đại ca mau chúng ta mau đến tiểu hoàng trên người thượng quan huyền giật đem hiểu nhi đặt ở xà bối thượng theo sau hắn cũng chạy nhanh khóa ngồi đi lên phong ngân cùng phong hành cũng chạy nhanh thượng xà bối Phong hành cùng phong ngân quay đầu lại đi, hai người ném ra trong tay phi tiêu, bay về phía vu sư cùng thánh y, sư phó. Sư phó chúng ta chạy nhanh rời đi a. À. Thánh y huy kiếm chặn lại hai quả phi tiêu, đối còn ở chữa thương vu sư lớn tiếng nói, vu sư không phải không nghĩ đi, mà là nàng căn bản đứng dậy không nổi, lúc này không trung lại rơi xuống lưỡng đạo ti chớp, đem vu sư cùng thánh y đều bổ chúng, điện lưu thoáng quá toàn thân, hai người thực mau liền thành một khối cháy đen thi thể quả nhiên ác nhân đều có thiên thu phong hành cảm thán nói ngay sau đó một đạo lôi lại bổ xuống dưới vừa lúc bổ chúng hiểu nhi